đó. Như là những cái huyệt ở ở cái vùng mặt đó rất là khó châm. À, hoặc là tôi nói ngay một số những cái huyệt ở các đầu ngón tay ngón chân chẳng hạn cũng rất là khó châm. Vì thế mà ngày xưa người ta mới từ cái khó đó người ta mới đưa ra thêm những cái cách nào đó để có thể điều trị được, chẳng hạn đó, thay vì châm là người ta sẽ xoa bóp, người ta sẽ bấm huyệt. Như vậy cái xoa bóp bấm huyệt nó có thể phần nào thay thế được cho châm nhưng không thể thay thế được cái độ nông sâu đó khác nhau. À, để chúng ta thấy chẳng hạn bây giờ đây có những cái huyệt chẳng hạn như là bệnh nhân bị sốt cao phải châm các tỉnh huyệt nặng ra máu, bấm huyệt không làm được cái này, tôi thấy hiểu rõ cái điều đó không? Cái thứ hai nữa có những cái thủ thuật chẳng hạn như tôi nói một cái thủ thuật như này chẳng hạn như là thiêu sơn hỏa thấu thiên lương, khi chúng ta châm kim vào mà nó đẩy được một cái luồng nóng vào trong người của mình thì nó gọi là thiêu sơn hỏa. Và khi bệnh nhân đang nóng như vậy chúng ta châm cái kim vào dùng cái thủ pháp thấu thiên lương làm sao có thể nó rút hết cái hơi nóng vào và bệnh rát ra và bệnh nhân cảm thấy một cái luồng mát dễ chịu, cái đó bấm không làm được đó. Như vậy thấy rõ cái điều đó không? Có những cái bấm thì nó có cái tác dụng, ví dụ như tôi nói chẳng hạn như vậy sau này anh chị em sẽ học phương pháp bấm dưới lòng bàn chân, cái bấm phản xạ, họ căn cứ thêm cái vùng phản chiếu của cơ thể, người ta bấm vào đó có kết quả chứ không phải là không có kết quả. Nhưng nó có những cái thủ thuật không thể nào mà trong trong cứu có mà họ làm được, tại vì anh chị em mới chỉ học sơ sơ qua thôi, chứ còn ví dụ ai muốn đào sâu vào trong châm cứu thì sẽ thấy có những cái thủ pháp của châm cứu chẳng hạn như bạch hổ giao đầu, lay cái cây kim làm sao mà nó giống như là một cái con đang tạo sức mạnh vậy, rồi thương quy thám huyệt, rồi ân âm trung ẩn dương tiêu sơn hỏa thấu thiên lương vân vân, những cái đó là bấm huyệt không ăn thua gì hết, không không đạt được những cái đó. Nhưng mà bây giờ con nói ra mấy anh chị không học cái đó, mấy anh chị cũng nghe chỉ biết vậy thôi, thấy không? Nhưng mà ai học châm cứu mà đi sâu ở châm cứu mới thấy có những cái đó, khi người ta đẩy cái kim vào người ta sẽ thấy nó khác, và cái độ đắc khí của nó sẽ khác. Rồi được chưa? Dạ vâng ạ. Nếu mà anh chị mình không còn câu hỏi thắc mắc thì thôi cũng 8 giờ rồi. Chúng mời thầy bắt đầu bài hằng ngày hôm nay. Recording in progress. Rồi hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu sâu hơn một chút xíu nữa về các cái huyệt của bên châm cứu, thì chúng ta thấy ngoài những cái ngũ du huyệt, ngũ Dạ, thầy hành chiếu chiếu slide thì cái slide nó chưa lên thầy. huyệt. Ủa? Ở đây tôi trước mặt đây là tôi có cái slide lên rồi đây mà không biết tại Dạ, sao. thầy chia sẻ lại thầy. À, chắc để tôi cho. Rồi, anh chị em nhìn thấy được không? Dạ rồi thầy. Rồi ha. Rồi. Lần trước chúng ta cũng đã học về ngũ du huyệt, ngũ hành huyệt. Ngày hôm nay tôi muốn cho anh chị em đi sâu vào một số những cái huyệt khác ở trong châm cứu và những cái huyệt mà chúng ta có thể là thường dùng. Nhưng mà vì thường dùng mà chúng ta không hiểu rõ nó thì chúng ta sẽ thấy được rằng nhiều khi mình làm chỉ có một cách như là máy móc vậy thôi, hoặc là nghe để mà biết vậy thôi, chẳng hạn nghe nó huyệt chẩn đoán thì biết nó là như vậy, nhưng mà rồi không biết ứng dụng của nó như thế nào được ha. Thành thử ra ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi một số những cái huyệt mà chúng ta thường dùng Thì đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu anh chị em đó là cái, chúng ta tạm gọi đó là cái huyệt chẩn đoán đúng ý nghĩa của nó, huyệt dùng để chẩn và đoán bệnh. Nghĩa là những cái huyệt này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể trong cái lâm sàng đó, nó sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được đường kinh nào bị bệnh, huyệt này có cơ liên quan đến với cơ quan tạng phủ nào bị bệnh vân vân. Đó.
thì cái huyệt chẩn đoán nó là như vậy nhá. Thế thì trong từ xưa đến giờ chúng ta học huyệt chẩn đoán thì chúng ta chỉ nghĩ đến nó có huyệt chẩn đoán chỉ có một thôi, đó là mỗi một đường kinh nó chỉ có một cái mộ huyệt dùng để chẩn đoán mà thôi nhá. Nhưng sau này người ta mới thấy được rằng nó không hoàn toàn giống như vậy nữa đâu, mà nó rộng hơn nhiều, rất nhiều. Đó là chúng ta có thể là sử dụng các mộ huyệt, chúng ta có thể sử dụng các bối vô huyệt, và chúng ta có thể sử dụng một số huyệt chẩn đoán khác so với mộ huyệt và bối vô huyệt. Rồi thế thì đó là những cái đề tài mà bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề đấy nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ có thứ nhất là chúng ta biết qua cái tác dụng của cái huyệt chẩn đoán là làm gì. Huyệt chẩn đoán tác dụng của nó thứ nhất là để giúp cho chúng ta xác định được đường kinh hoặc là tạng phủ hoặc là cơ quan bệnh. Đây tôi phải nói rõ như vậy là tại vì nếu chỉ trong trong châm cứu thì chúng ta chỉ nói đến các đường kinh, thí dụ như là kinh phế, chúng ta có huyệt trung phủ để xác định đường kinh phế, chúng ta có huyệt trung quản để xác định đường kinh vị bị bệnh, vân vân. Thế thì nếu nói như vậy thì nó chỉ có quy vào trong vấn đề châm cứu mà thôi. Nhưng thật sự ra khi chúng ta hiểu cái này thì chúng ta sẽ thấy còn xa hơn nữa. Chẳng hạn chúng ta sẽ thấy nó có liên quan đến cả vấn đề tạng phủ. Thí dụ như bây giờ mình ấn vào cái huyệt vị du thì mình biết là cái bao tử hay là cái dạ dày của người đó đã bị bệnh. Và lát nữa tôi sẽ nói rõ hơn nữa, chúng ta còn có thể biết được rõ ràng hơn nữa là những cái đường kinh hay là cái tạng phủ đó mới bị hay là đã bị bệnh lâu rồi. Và chưa kể là cả gọi là những cái cơ quan, tại vì nó không chỉ là đường kinh hay là tạng phủ mà nó nhiều khi nó còn cả là một cái cơ quan nào đó ở trong cơ thể của người chúng ta nữa. Thì như vậy cái tác dụng của chẩn đoán anh chị em thấy nó có thể giúp cho chúng ta để xác định được đường kinh, tạng phủ hay là cơ quan nào đó bị bệnh. Và chữ chẩn thì chúng ta thấy như thế này, nó là chẩn, ở trong chữ chẩn nó có hai nghĩa: chẩn chẩn đoán và chẩn trị. Thế thì cái huyệt chẩn đoán nó vừa có tác dụng để giúp cho chúng ta theo chẩn đoán, nó tìm ra được cái cơ sở của bệnh này đó, nhưng bên cạnh đó nó còn cái gì nữa, theo dõi được quá trình điều trị. Có nghĩa là gì? Thí dụ bây giờ anh chị em ấn vào cái huyệt trung phủ thấy đau rồi, bây giờ anh chị em xác định được đường kinh phế của người đó ha, rồi bây giờ tìm xem phế của người đó nó là hỏa hay là thổ hay là kim hay là gì đó, vân vân. Rồi sau đó chúng ta châm kim mà chúng ta điều trị. Sau khi chúng ta châm kim vào rồi thì người ta gọi là nó sẽ xảy ra một cái tiến trình, mà cái tiến trình đó là cái tiến trình đó đang đang điều trị bệnh đó. Và nếu mà nói theo cái bây giờ đó, người ta gọi đó là một black box, là một cái hộp đen. Có nghĩa là trong cái hộp đen đó nó chứa được những cái thông tin mà nhiều khi chúng ta không biết được chỉ khi giải mã ra. Anh chị em thấy khi máy bay mà nó bị rớt thì người ta phải băng giá nào tìm cho bằng được cái hộp đen ở trên cái máy bay đó, và người ta giải mã những cái thông tin mà đã liên lạc từ ông phi công, ông liên lạc được, ông báo cho biết là nó bị trục trặc chỗ nào hay là tôi đang gặp có khó khăn gì vân vân, để từ đó người ta mới suy ra là máy bay này bị trục trặc về kỹ thuật hay là bị một cái gì đó nó va chạm vào hay là nó bị bắn vào chẳng hạn đó, bị đạn bắn vào mà làm cho máy bay bị rớt. Thế thì cơ thể chúng ta cũng vậy anh chị em, khi anh chị em châm một cái kim này vào thì nó nằm ở trong cái người ta gọi là black box đó, nó là một cái hộp đen. Thế thì bây giờ cái hộp đen này nếu chúng ta giải mã cái hộp đen này ra được bằng cách gì sau đó là chúng ta, cái từ trong chúng ta gọi đó là quá trình điều trị. Trước đó bệnh nhân đau cái gì đó tôi không biết, nhưng mà khi tôi châm cái kim này vào và tôi thấy bệnh nhân này hết bệnh, thế thì người ta mới giải mã ra tại sao tôi châm cái huyệt này mà hết bệnh. Ví dụ như bây giờ một bệnh nhân đi đi ra ngoài trời nắng bị chảy máu cam, anh chị em lý luận chẳng hạn như là mũi chảy máu cam có nghĩa là mũi nó bị chảy máu, mà mũi thì nó liên hệ đến phế, tại vì sách nội kinh nói phế khai khiếu ở mũi. Rồi cái màu đỏ nó có liên hệ đến hỏa,
Dạ, như vậy cái người mà đi nắng như vậy là do hỏa của phế nó vượng lên. Thế thì trong điều trị chúng ta phải châm tả hỏa huyệt của đường phế. Rồi khi anh chị em châm kim vào cái hỏa huyệt của đường phế, chúng ta không biết gì hết. Rõ ràng không biết gì hết nha. Cái xử lý của não nó vẫn xử lý mà nó nằm ở trong cái black box, trong cái hộp đen. Khi chúng ta châm kim vào đó thì cái luồng kích thích của chúng ta đó nó sẽ đưa lên trên não, não sẽ đưa xuống và nói rằng à đây là huyệt hỏa, cho nên nó tăng cường đẩy cái hỏa đó, à, nó giúp cái hỏa trong cơ thể của chúng ta, hay là nói cái khác là nó tăng cường chính khí của chúng ta để đẩy được cái nhiệt khí, cái hỏa khí ra đi ra ngoài. Và bằng chứng là cái gì? Nghĩa là chúng ta không hoàn toàn gì, không biết gì hết. Khi mà não làm việc chúng ta không biết gì hết nha, vẫn là cái hộp đen. Cho đến khi mà chúng ta mở cái hộp đen ra thì chúng ta thấy cái gì? À, bệnh nhân này, khi đó bệnh nhân khai, ô tôi hết rồi, trước đó đang bị chảy máu cam, bây giờ châm cái nó cầm cái máu cam. Như vậy là cái gì? Cái diễn biến nằm trong hộp đen, chúng ta không hoàn toàn không biết một tí gì hết. Nhưng bằng cách gì giải mã nó ra được? Bằng cái gì? Bằng triệu chứng lâm sàng, bằng theo dõi cái quá trình điều trị này. Có nghĩa là gì? Bệnh nhân hết bệnh. Anh chị em theo không? Như vậy cái tác dụng của cái hình chẩn đoán ở đây nó mang lại cho chúng ta vừa để chẩn đoán và đồng thời nó cũng có cái giúp cho chúng ta để chúng ta biết được à tôi châm cái huyệt này đúng hay sai, nếu mà đúng hiệu quả xảy ra, sai tại sao tôi sai, một là tôi chẩn đoán sai, hai là tôi dùng thủ pháp sai, chẳng hạn đáng mổ mà tôi lại châm là sai, đáng tả chúng ta lại phải châm bổ là sai, có nghĩa là hiệu quả sẽ không có. À, thế thì cái tác dụng của các cái huyệt ở chỗ đó nó theo nó giúp chúng ta có thể chẩn đoán được bệnh và đồng thời cũng giúp cho chúng ta theo dõi được quá trình điều trị à, đúng hay là sai, cần phải thêm gia giảm thêm vân vân à. Đó anh chị em thấy rõ ràng người xưa giỏi lắm, thí dụ như bệnh nhân tới ông thầy thuốc cho gì, cho 3 tháng à. Rồi 3 ngày sau bệnh nhân trở lại, ông thầy thuốc sẽ hỏi à bớt cái gì và chưa bớt cái gì, nếu bớt à, hay là chưa bớt, chưa bớt thì tại sao chưa bớt, à tôi sẽ cho thêm cái vị này, bớt cái gì rồi thì tôi sẽ giảm cái này đi, do đó nó có cái từ gì gia giảm đó. Nhờ cái quá trình điều trị này mà chúng ta biết gia giảm hay là chúng ta biết thêm bớt làm sao để cho có thể đạt được yêu cầu là khỏi bệnh nha. Đó như vậy anh chị em biết sơ qua được cái tác dụng của các cái huyệt nó là như vậy nha. Rồi bây giờ trước hết là chúng ta sẽ có cái huyệt mộ. Thì theo tiếng Hán thì anh chị em thấy chữ mộ có nghĩa là mạc, mà mạc có nghĩa là báo nguy. À, do đó anh chị em nào trong công giáo thì anh chị em sẽ thấy có cái từ gọi là Thiên Chúa mạc khải cho con người, hay là thiên nhiên mạc khải cho chúng ta biết qua cái hiện tượng này. À, thì thiên nhiên báo cho chúng ta biết. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy cái ngọn núi lửa tự nhiên nó có cái khói nó bốc lên. À, như vừa rồi anh chị em thấy gần đây nó đang có cái hiện tượng cái núi lửa nó phun lên. À, như ở bên New Zealand. Đầu tiên thì các nhà dự báo sẽ gì? À, ví dụ như là các chấn động ở trong cái núi lửa. Rồi sau đó khói bốc lên thì các nhà dự báo học khí tượng học cho biết rằng cái núi lửa đó nó đang chuẩn bị để nó phun lên. Tại sao người ta biết? Tại vì người ta dựa theo những cái yếu tố chẳng hạn như là có những cái chấn động mà khi người ta đo được trong lòng đất rồi sau đó thấy khói bốc lên thì người ta sẽ tính ra được bao nhiêu lâu thì cái ngọn núi này nó sẽ phun lửa lên để làm gì? Để yêu cầu dân chúng ở cái vùng đó đi ra những chỗ khác, nếu nếu không thì sẽ nguy hiểm tính mạng, tại vì nếu mà cái phun nham mà nó phun lên và chảy xuống chị em thấy cái dòng nham thạch đỏ ròm hết, không ai sống nổi ở trong cái trường hợp đó hết em, nếu mà ở lại là chết. À, thế thì cái đó người ta gọi là gì, mạng đấy. À, những cái dự báo hay cách nói chúng ta có với thiên nhiên thì chúng ta gọi là dự báo, còn đối với những trường hợp khác chúng ta gọi đó là mạc khải. Và chữ mạc
Trong tiếng Hán thì nó gọi là mạc là báo nguy hay là báo động. Cho nên các sách mà trước đây đó, chẳng hạn như lần trước tôi có giới thiệu với anh chị em, chẳng hạn như sách Châm Cứu Học của thầy Thượng Trúc in năm 1972 ở trong trong miền Nam này, một sách dày em lắm, thì ông ta dịch là gì? Huyệt báo nguy chứ không dịch là huyệt chẩn đoán. Còn tại vì ông ta muốn không muốn dùng cái tiếng tiếng Hán nữa, để muốn mà dịch từ tiếng Hán nó qua tiếng Việt Nam thì ông ta dùng cái từ là huyệt báo nguy. Còn một số những tác giả dịch giả khác thì dịch là huyệt báo động, tức là nói chung là cũng là ngầm hiểu ý như nhau. Báo nguy hay báo động cho chúng ta biết là cũng là một cái cách thức thôi, anh chị em thấy không? Đây này, giờ tôi báo cho trong biết là sắp sửa cái núi lửa này phun lên này đó. Thì thí dụ như bây giờ chúng ta ấn cái chụp cụ thể nào, thì nếu mà ai học bên châm cứu thì người ta nói đó là mộ huyệt, mà mộ huyệt là cái gì, là nó báo cho chúng ta biết được phải bị bệnh. Nhưng mà nhiều người dân gian dùng chữ mộ ta không hiểu gì hết, thì nói khi mà chúng ta ấn cái huyệt trung phủ thấy đau đó là một huyệt báo động cho chúng ta biết rằng đường kinh phế bị bệnh. Còn chữ báo nguy thì có thể là nó cao hơn một mức độ, cao hơn báo động là đúng đó. Theo tôi từ từ báo động là đúng, là nó chỉ báo cho mình biết thôi. Nó làm động đậy lên để cho mình biết, giống như cái núi lửa nó chuẩn bị nó phun động đậy vậy đó. Còn dùng cái từ báo nguy thì nó chữ nguy thì chúng ta thấy rõ ràng chữ nguy nó nặng nề hơn, phải không? Đó thì tùy tùy theo các dịch giả, có dịch giả dịch là báo động, có dịch giả dịch là báo nguy, gọi là huyệt báo nguy, huyệt báo động vân vân thì cũng được. Còn bây giờ chúng ta theo cái từ mới bây giờ đó thì chúng ta dùng cái từ gọi là chẩn đoán, thì tương đối là nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa hay hơn. Còn nghe chữ báo nguy, nghe chữ báo động thấy nó có vẻ dân gian quá, đúng không? Thì tùy, do đó mà ở đây thì tôi cũng nêu lên tất cả những cái từ để cho anh chị em thấy này, mai mốt anh chị em đọc sách anh chị em thấy. Rồi còn một số những cái tác giả khác thì người ta dựa theo cái chuyện này, và người ta đặt tên đó là gì, thiên ứng huyệt cũng được thôi. Thiên là trời, ứng là báo cho mình biết, thiên ứng huyệt là trời báo cho chúng ta biết. Đó, này khi mà anh ấn một cái huyệt này anh thấy đau thì sẽ có cái cơ quan tạng phủ nào đó hay là đường kinh nào đó bị bệnh tương ứng phía bên trong, thì cái tác giả mà dùng chữ thiên ứng huyệt cũng được. Cho nên chị em thấy ở Trung Quốc người ta dùng rất nhiều từ khác nhau. Không sao cả, miễn chúng ta hiểu được cái từ của nó thì nó sẽ lòi ra ngay. Ở đây chẳng hạn như là anh chị em thấy dùng là huyệt mộ hay là thiên ứng huyệt đấy thì cái vân vân thì đều được hết nha. Rồi có một số tác giả khác lại dịch là áp thống điểm, có nghĩa là ấn vào thấy đau, áp nghĩa là ấn vào, thống đau, áp thống điểm có nghĩa là ấn vào chỗ đó thấy đau. Nhưng mà nếu mà dùng chữ áp thống điểm thì nó không hoàn toàn đúng với cái ý nghĩa là huyệt chẩn đoán, tại vì có những bệnh mà nó đau ở chỗ đó chúng ta ấn cái chỗ đó thấy đau. Tôi lấy thí dụ bây giờ chẳng hạn như đùi của chúng ta nó bị máu ứ lại, chúng ta ấn vào đó thấy đau thì cái đó cũng gọi là áp thống điểm, a thị huyệt vân vân, nhưng nó không mang ý nghĩa là chẩn đoán được cái cơ quan tạng phủ nào liên hệ, mà nó chỉ là chẩn đoán cái chỗ đó bị bệnh mà thôi, chỗ đó đang bị đau mà thôi, phải không? Rồi rồi kế tiếp nữa chúng ta thấy như thế này, mỗi một tạng phủ á, nó có cái khí nó luân chuyển, và khi cái khí nó luân chuyển á, thì nó đi tới một cái huyệt nào đó. Người xưa đó người ta dùng khí công đó, người ta thấy nó đi tới đó mà nó dừng lại chỗ đó chẳng hạn, và họ đặt tên đó là huyệt mộ. Anh chị em nhớ cái lịch sử của cái môn châm cứu đó cho phép chúng ta hiểu cái điều này rõ hơn, là nếu anh chị em muốn thì anh chị em phải quay ngược lại mấy nghìn năm về trước. Anh chị em thấy từ mấy nghìn năm về trước, đặc biệt chẳng hạn như chúng ta thấy cái cuốn mà Đinh Khu, nó đã có từ mấy nghìn năm trước công nguyên ha. Thành thử ra chúng ta thấy ngày xưa tại sao người ta biết và người ta gọi đó là mộ huyệt được, chắc chắn là các ông ngày xưa không có được những
cái trình độ à, như bây giờ đâu. Bây giờ chúng ta có trình độ rồi, chúng ta có máy móc, chúng ta đo được hết. Nhưng ngày xưa họ hoàn toàn dựa cái gì? Dựa vào thứ nhất là cái khí công, cái sự linh khi họ luân chuyển khí, ngồi thiền này kia, khí nó di chuyển tới đó và người ta thấy tự nhiên nó dừng lại chỗ đó. À, à, và nó có liên quan đến thí dụ nó dừng lại cái việc trung phụ này, à, rồi người ta tự nhiên người ta thấy ấn vào nó thấy đau và báo cho họ biết cái đường kinh phế hay là phổi của chúng ta bị bệnh, và từ đó họ mới xác định ra là huyệt trung phủ là mộ huyệt của kinh phế, vân vân. Chị em thấy nó phải qua một cái quá trình rất là dài nha. Rồi như vậy thì mỗi một tạng phủ có hay là một cái đường kinh nào đó thì nó đều có một cái chỗ mà cái khí của nó tụ lại ở chỗ đó nhiều đằng kia, và người xưa tên nó là huyệt mộ. Đó là cái ý nghĩa mà của ngày xưa chúng ta nêu ra ha. Rồi bây giờ chúng ta thấy như thế này, huyệt mộ thì nằm ở vùng ngực và bụng, anh chị em thấy không? Thí dụ như là ví dụ là trung phủ là của đường kinh phế, cư vĩ là của đường kinh tâm, trung phủ là của trung quản là thuộc đường kinh vị. Đó, thí dụ vậy anh chị em thấy hầu hết tất cả các mộ huyệt đều nằm ở vùng ngực bụng, còn bối vô huyệt thì mới nằm phía sau lưng nha. Đó, như vậy anh chị em nắm được như vậy để cho dễ nhớ trong đầu. À, tôi gom lại như vậy để cho anh chị em dễ nhớ, có nghĩa là mai mốt anh chị em sẽ thấy hầu hết tất cả các cái huyệt chẩn đoán của các đường kinh á, đều nằm trên ở cái vùng ngực của bụng của chúng ta. Nếu mà ra sau lưng là không phải rồi ha, xuống chân này là kia hay là chỗ khác là không phải, mà đa số nó nằm ở trong vùng ngực bụng thôi ha. Rồi ngoài ra đây là chữ đa số ha, ngoài ra nó có thể nằm ngay trên đường kinh liên hệ với nó. Tôi lấy ví dụ như là trung trung phủ là mộ huyệt của đường kinh phế, thì cái đường kinh phế chạy ngang thì đúng là nó có chạy ngang qua đây, anh chị em thấy không? Đó. Còn thí dụ như về trung cực là mộ huyệt của đường kinh bàng quang, nhưng mà anh chị em nhớ không, đường kinh bàng quang thì lại chạy ngay bên lưng đằng sau, mà trong khi đó cái huyệt trung cực lại lại nằm ở ở vùng bụng của chúng ta, ở dưới rốn chúng ta bốn thốt đấy. Như vậy có nghĩa là có thể nó nằm ngay trên đường kinh mà cũng có thể nó nằm ở trên đường kinh khác. Đó. Thí dụ như về chúng ta thấy ấn vào huyệt trung cực thấy đau, nó báo cho chúng ta biết là bàng quang chúng ta có bệnh, nhưng cái trung cực thì không nằm trên đường kinh bàng quang mà nằm trên mạch nhâm. Đó, anh chị em sẽ thấy nó có những cái sự khác biệt như vậy đó, cho nên cũng phải nắm được một chút xíu nha. Rồi đây, chúng ta thấy người xưa giỏi lắm, đưa ra chúng ta biết được. Đây dù tôi dùng cái từ bản tóm tắt huyệt chẩn đoán theo kinh điển nha. Có nghĩa là người xưa người ta đã dự người ta đã biết được trong cái cơ thể của chúng ta, trong các đường kinh, mỗi một đường kinh nó sẽ có một cái mộ huyệt nha. Rồi kể cả nó cũng có những cái bối vô huyệt, mà lát nữa chúng ta sẽ học tới cái bối vô huyệt để chúng ta cũng có thể chẩn đoán được nha. Rồi đó, anh chị em cứ nhớ cho tôi được cái đây tôi làm nhiều màu khác nhau để cho anh chị em nhớ được nha. Rồi đây anh chị em thấy ở nước ngoài họ hay chỗ này nè, họ làm được cái hình mà tôi nghĩ là nó có ấn tượng á. À, ví dụ như là đường kinh phế thì là huyệt trung phủ, huyệt cự khuyết thì có liên quan đến với đại tâm, kỳ môn thì có liên quan đến với can, nhật nguyệt liên quan đến với đỡm, tỳ du chương môn thì có liên hệ với lại tỳ, trung quản liên hệ đến vị, vân vân. Đó, chúng ta thấy nắm được cái này anh chị em sẽ thấy được rồi. Ở đây anh chị em sửa cho tôi, thay vì là âm giao nhé, âm giao mới là mộ huyệt của đường kinh tam tiêu. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có được cả hai, tôi nêu lên cho anh chị em luôn, vừa là mộ huyệt vừa là bối vô huyệt. Mộ huyệt là phía đằng trước và bối vô huyệt là phía đằng sau. À, cho nên anh chị em thấy ở bên nước ngoài họ dùng cái từ đây bách, bách có nghĩa là phía đằng sau lưng á, và front là phía đằng trước. Đó. Như vậy mộ huyệt nằm phía đằng trước và các bối vô huyệt sẽ nằm phía đằng sau lưng. Đó. Dễ nhớ ha. Rồi
Bây giờ chúng ta sẽ có thêm cái bối vô huyệt. À, anh chị em biết qua tiếng Hán, bối là lưng, du là rót vào. Như vậy bối du là gì? Bối du là rót kinh khí đi vào qua cái vùng lưng, có cái huyệt ở lưng đó. À, đây là nơi kinh khí rót vào tạng phủ, cơ quan liên hệ ở phía bên trong. Thí dụ như phế du là nơi rót kinh khí vào phế, tâm du là nơi rót kinh khí vào tâm, thận du là nơi rót kinh khí vào thận, can du là nơi rót kinh khí vào can. Đó, như vậy cái bối du huyệt nó là như vậy. Cho nên anh chị em thấy đây, nếu anh chị em hiểu được như vậy, mai mốt làm cái gì, anh chị em thấy khi có những bệnh mà bệnh mãn tính lâu ngày, cơ quan tạng phủ của họ yếu quá. À, nhiều khi chúng ta phải làm sao cho cái khí nó vào được cơ quan tạng phủ. Còn nếu ở đường kinh nó không chạy được vào tới tạng phủ rồi, tại vì nó đã bị bệnh rồi, nó không đủ sức để đưa vào, thì khi đó chúng ta sẽ phải mượn những cái bối du huyệt này. Thí dụ anh chị em thấy có những bệnh nhân bị đau dạ dày mãn tính, người ta chỉ cứu cái huyệt vị du hay là tỳ du đó, thì khi đó khi chúng ta cứu như vậy, nó đưa kinh khí vào trực tiếp vào cái cơ quan tạng phủ nằm phía bên bên dưới cùng tên với nó. Ví dụ như vị du thì nó sẽ vào vị, thận du nó sẽ vào thận. À, anh chị em nắm được cái đó không? Và đặc biệt là cái gì, bối du huyệt được dùng nhiều để chẩn đoán những cái bệnh mãn tính, bệnh cấp tính là mộ huyệt, nhưng bệnh mãn tính thì bối du huyệt lại tỏ ra có hiệu quả tốt hơn nha. Rồi anh chị em thấy ở y học hiện đại, người ta cũng áp dụng người ta ứng dụng những cái bối du huyệt này, à, theo một cái cách thức mà người ta gọi tên khác thôi. Người ta gọi đó là gì? Là phản xạ. Phản xạ da nội tạng, phản xạ nội tạng da. Da nội tạng có nghĩa là gì? Từ phía bên ngoài da này, chúng ta kích thích vào ngoài da này, nó sẽ đi sâu vào bên trong nội tạng. À, thí dụ như là chúng ta kích thích vào phế du này thì nó sẽ đi vào trong cái tạng phế, đúng không? Và cũng có một cái phản xạ khác là nội tạng da, có nghĩa là khi ở trong nội tạng, thí dụ như tạng phế, tạng dạ dày của chúng ta chẳng hạn bị bệnh, thì nó sẽ xuất hiện ra ngoài da. Lát nữa chúng ta sẽ học ra rõ cái điều này chẳng hạn. Nhờ đó cái gì, ấn vào thấy đau, thay đổi màu sắc, thay đổi độ cứng mềm vân vân, thì chúng ta cũng có thể qua đó để chẩn đoán được các cái cơ quan này, tạng phủ ở phía bên trong có liên quan nha. Đó, như vậy anh chị em nắm ha. Rồi đây, thí dụ như khi đau dạ dày này, anh chị em thấy y học cổ truyền thấy rằng ấn vào huyệt tung túc tâm lý thấy đau, túc tâm lý là hợp huyệt của đường kinh vị ha. Nhưng mà các nhà Trung Quốc khi người ta đo, người ta thấy gì, có thể túc tâm lý thấy đau, trung quản cũng thấy đau, bởi vì trung quản là mộ huyệt của đường kinh vị. Nhưng cái gì, kể cả vị du, à, đây là người, khi người ta đo vị du trước và sau bữa ăn thì người ta thấy có một sự thay đổi rất rõ. Để có nghĩa là gì, vị du là rót kinh khí vào vị. Và vừa rồi tôi nói cái phản xạ nội tạng da, khi dạ dày chúng ta bị bệnh thì nó sẽ phản ảnh ra cái vị du, à, là cái nơi mà rót kinh khí vào nó xuất hiện ở thế đó. Cho nên ở trong cái cuốn Toàn quốc Trung y Kinh lạc châm cứu học á, à, trong cái học tọa đàm hội tư liệu điển biên á, người ta đã đưa ra được một cái như, cái thí nghiệm để cho anh chị em thấy đây. Nào, trước bữa ăn này thì người ta đo vị du bên phải, vị du phía bên trái, rồi ngay sau bữa ăn người ta cũng đo lại để xem có nó có lên hay không. Anh chị em thấy rõ ràng nó lên phải không? À, rồi đây, ví dụ như ngay sau bữa ăn này đo lên là 53,7 mà trước đó chỉ có 37,37 thôi, thì chênh lệch giữa hai cái này là gì, lên tới 16,7. Đó, như vậy để cho người ta có thể biết được rằng, à, như vậy là khi chúng ta trước khi ăn và sau khi ăn đều có sự thay đổi ở trong cái vị du mà chúng ta không hề biết nha. Như vừa rồi tôi nói đó là một cái black box, một cái hộp đen. Chỉ khi chúng ta đo ra như vậy, à, chúng ta mới thấy. Tức là cái
cái sự hoạt động ở trong cái hộp đen đó chúng ta không phải biết gì hết. Nhưng khi dùng máy người ta đo bây giờ trước khi ăn nè, nó chỉ có 37 thôi. Nhưng sau khi ăn thì chúng ta sau ăn xong rồi nó kia chúng ta kích thích chúng ta không biết gì hết đâu. Nhưng sau khi ăn mà chúng ta đo lại thí dụ vậy đó, nó lên tới cách nhau tới 16,7 nữa. À, như vậy có nghĩa là gì? Là có sự hoạt động, mà cái hoạt động khi ăn vào đó các cái chỗ khác không thay đổi nhưng vị du thay đổi, anh chị em thấy không? Đó, nó phải có sự như vậy thì người ta mới xác định à, như vậy vị du có liên quan đến với lại vấn đề cái dạ dày của chúng ta. Bởi vì khi thức ăn nó vào à, chúng ta đo ở phế du nó có thay đổi gì đâu, nhưng đo ở vị du thì mới thấy sự thay đổi, đo ở thận du không thấy gì hết chẳng hạn đó. Thì chúng ta thấy cái gì à, đây là chuyện của Đông y. Còn y học hiện đại thì người ta cũng xác nhận thấy gì? Người ta thấy những cái điểm mà D8 ha, cho tới L2 trong cái khoảng đó từ D8 cho L2, mà cái D8 là cái đốt sống ngực thứ 8 ha. Rồi đến cái eo lưng L2 thì cái chúng ta thấy cái gì? Tỳ dung vị du nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái nó nằm ở trong D10 đến 10 đến 11 vân vân ha, trong cái khoảng này. Thì y học hiện đại cũng nhìn thấy rằng ở cái khoảng này nó chi phối cái gì, nó chi phối cái dạ dày và cái tá tràng chúng ta đó. Như vậy rõ ràng là giữa y học hiện đại và y học cổ truyền nó có cái sự quan hệ với nhau nhé. Đây để cho anh chị em nắm được ha. Rồi chúng ta còn có những cái huyệt chẩn đoán khác nữa chứ không phải là không đâu. Đây thì chúng ta sẽ có thí dụ như là huyệt khích à, lát nữa chúng ta học học sâu chi tiết hơn. Ở đây thì tôi nói cho anh chị em biết huyệt khích cũng được dùng để làm gì trong chẩn đoán, để chẩn đoán các bệnh cấp tính à, thí dụ bây giờ bệnh nhân bị ho ra máu à, mà bây giờ tiếng ho là tiếng của phế nhá, máu là màu đỏ à, của phế ha, à, hỏa của phế. Thế thì khi chúng ta thấy một bệnh nhân bị ho ra máu thì chúng ta ấn cái khích huyệt của đường kinh phế rất là đau. Rồi những bệnh nhân bị đau cái dạ dày cấp chúng ta ấn vào cái huyệt lương khâu à, nó là khích huyệt của đường kinh vị thấy rất đau à. Và cái này nó có cái hay chỗ này, chẳng hạn như anh chị em thấy những bệnh nhân mới tới họ khai tôi ăn cái gì biết ăn phải ớt đây là cái gì biết bao giờ cái bao tử của tôi nó sót ghê lắm. Anh chị em có thể ấn tìm cái huyệt lương khâu ở ở đầu gối chúng ta đấy, ấn vào thấy nó rất đau nha, châm cái kim vào đó. Rồi nếu anh chị em vê ngược chụp kim đồng hồ để thẳng, anh chị em thấy cái gì? Có những bệnh nhân nó khai tôi cảm thấy có một cái luồng mát nó đang chạy vào trong cái dạ dày tôi, dạ dày tôi đang nóng rát đang khó chịu, ô sao bây giờ nó mát mẻ nó dễ chịu, anh chị em thấy không? Còn thí dụ khác này, có bệnh nhân chẳng hạn như là đi làm đi chạy ra ngoài đường chơi lao động này kia hay là đi vận động ha, nóng quá trời quá đất về uống một ly ly nước đá này, uống vào cái bụng nó đau khủng khiếp luôn. Có nghĩa là gì? Cái hàn nó vào mà cái trong những bao tử của chúng ta không chịu được cái hàn đó, nó cũng rất đau. Và cái đau đó là gì? Nó xảy ra ngay sau khi mà mình vừa mới lao động nặng này này kia rồi mình uống vào thì nó được xếp vào loại gì? Cấp tính, đúng không? Thì anh chị em cũng ấn vào cái huyệt lương khâu sẽ thấy rất đau. Nhưng khi đó hai trường hợp khác nhau, một đàng là do ăn ớt và gây nóng cái dạ dày, một đàng do uống nước đá lạnh làm lạnh và co cái dạ dày là thấy đau đau và đau lạnh đó. Thế thì trường hợp thứ nhất do ăn ớt chúng ta châm vào huyệt lương khâu, tại vì chúng ta nó là khích huyệt mà, ấn vào thấy đau chẩn đoán thấy đau rồi châm kim vào về ngược chiều kim đồng hồ, bệnh nhân cảm thấy một luồng mát chạy vào trong trong dạ dày và bệnh nhân ồ bây giờ nhẹ cái bụng tôi nó thấy mát mẻ rồi. Còn trường hợp thứ hai uống nước đá vào, nước đá nó đình trệ lại, nó lạnh ở trong bao tử, nó cũng gây nên co thắt lại gây đau, thì khi đó có thể chúng ta vẫn ấn cái huyệt lương khâu thấy cũng rất đau.
tại vì nó là khích huyệt của đường kinh vậy, tại vì mà mới mới đi đang nóng như vậy mà uống nước đá lạnh vào, thấy không, hai cái có thể là chống chọi nhau. Khi đó anh chị em châm vào huyệt lương khâu, về thuận chiều kim đồng hồ, bệnh nhân sẽ cảm thấy một cái luồng ấm nóng chạy vào trong dạ dày và hết đau. Anh chị em thấy cũng một huyệt này vẫn một một cái thủ pháp là chúng ta đều châm cây kim vào huyệt lương khâu, nhưng tạng khác, bộ khác, hiệu quả khác nhau. Do đó mà tôi muốn nói anh chị em là anh chị em nên nếu mà có điều kiện đó mà vỡ được những cái cơ thể của những người nhạy đó, anh chị em châm vào và anh chị em sẽ thấy họ mô tả cho anh chị em biết là nó tạo ra một cái luồng nóng hay là một cái luồng lạnh vân vân, luồng mát, ví dụ vậy, không? Đây là lý do tại sao anh chị em thấy người xưa người ta đặt ra có nhiều cái rất hay, chẳng hạn thiêu sơn hỏa. Khi chúng ta châm kim vào mà theo đúng cái thủ pháp của thiêu sơn hỏa, nó sẽ có một luồng nóng nó chạy vào trong người của chúng ta. Ví dụ như cái vừa rồi có cái chị gì đó Minh Hiền á, chị hỏi tôi là bây giờ cái hàn nó vào trong người lâu rồi, nó ở trong người rồi mà không có cách nào trục ra được, tôi có chứng bệnh là không đó. Dùng thiêu sơn hỏa, khi chúng ta châm vào nó đưa một cái luồng nóng nó vào, và cái nóng và lạnh bao giờ cũng vậy, là hai anh trái ngược nhau. Trong sách Nội Kinh, trong Âm Dương Ứng Tượng Đại Luận nói rõ, dùng nhiệt để chữa hàn và dùng hàn để chữa nhiệt. Thì ví dụ bây giờ bệnh nhân bị hàn thì chúng ta phải đưa cái luồng nóng vào để đẩy cái hàn đó đi ra, đúng không? Ví dụ như cục đá nó đang cứng ngắc gì vậy, chúng ta phải đổ nước sôi vào thì nó sẽ tan cái cục đá đó ra. Thì nghĩa là trong cơ thể chúng ta cũng vậy, tại vì anh chị em thấy mình không biết thế, nhiều cái loét bốc á, người ta giải mã nó ra thì người ta thấy hiểu điều đó. Nó đang là một cái cục nước đá vậy, mình ở ngoài bình thường chúng ta dội nước sôi vào, nóng gì vào thì đá nó chảy ra, thì cũng y hệt như vậy trong người chúng ta. Ví dụ như bây giờ cái nước người ta uống cái nước đá vào á, nó đặt ở trong đó, nó gây đau, gây buốt, thì chúng ta làm sao đưa được cái luồng nóng nó vào. Thì trong châm cứu nó có cái thủ pháp người ta gọi là thiêu sơn hỏa. Khi anh châm kim đúng cái thủ pháp đó, tiến rồi lùi, tiến rồi lùi, ba vặn về bao nhiêu vòng, nó sẽ tạo được một cái sức ấm, và cái sức ấm đó nó làm tan cái nước đá ra. Bằng chứng là cái gì, trước đó người ta đang đau rờ vào bụng lạnh lắm, bây giờ khi chúng ta châm mà với cái kim như vậy là thiêu sơn hỏa, một lát sau bệnh nhân sẽ cảm rờ vào thấy bụng của mình không còn lạnh nữa và người ta không còn đau. Điều đó chứng tỏ gì, tôi đã đưa một cái luồng nóng vào để làm chảy cái cục nước đá đó ra rồi. Anh chị em thấy có nhiều cái chúng ta không không nhìn thấy được nhưng nó vẫn xảy ra nhá, rồi sau đó chúng ta nhờ cái giải mã chúng ta tìm ra được. Hoặc là có những người trong người họ lúc nào cũng nóng đầy, tôi lấy ví dụ như bây giờ có những cái ông và cụ, anh chị em thấy cái gì chẳng hạn, lúc nào người ta cũng nói rằng trong người của họ nó nóng lắm. Đến cái mức độ mà anh chị em thấy người ta cứ phải lấy quạt, ta quạt dưới chân, hoặc là người ta phải đêm nằm á, chỉ có đắp chăn từ phía trên này thôi, còn cái chân đó là phải để quạt ạ, tại vì nó nóng cái chân. Các ông bà già thì nhiều khi lại bị cái hiện tượng như vậy. Thì chuyện trong trường hợp này muốn đẩy được những cái nóng đó đi ra khỏi cơ thể của chúng ta, chúng ta phải làm gì? Phải đưa cái luồng lạnh vào hay luồng mát vào? Tại vì trên nguyên tắc á, là mát hay là lạnh nó chống lại được cái nóng. Thế thì khi anh chị em sẽ phải dùng cái thủ pháp người ta gọi là thấu thiên lương. Thấu có nghĩa là xuyên thấu, thiên là trời, thấy không? Ngày xưa ta thấy giỏi chỗ đó, khi mà người ta vê cái kim theo cái thủ pháp của thấu thiên lương, người ta thấy có một luồng nóng nó thấu lên tới trời, có nghĩa nó đẩy được cái hơi đó là như vậy đó anh chị em. Thì học cái này sâu ra thì anh chị em sẽ thấy, cho nên ngày xưa người ta mới nói nhất dụng châm nhì dụng dược ở đó nha. Rồi cái thứ nhất thì chúng ta có cái huyệt khích cũng có thể làm được, lát nữa tôi sẽ nói tới cái chi tiết không. Rồi cái thứ hai nữa là các cái huyệt nguyên, các huyệt nguyên được áp dụng trong cách đo lường thông điện ở huyệt. Anh chị em sẽ thấy ở đây đó thì
Ở cái trường phái Xích Vũ trường của bên Nhật Bản đó, thì họ đã dùng những cái máy để người ta đo được cái nguyên huyệt, để người ta tìm ra được cái huyệt, cái đường kinh nào bị bệnh. Tại vì họ lý luận nguyên huyệt là gì, là nơi mà tập trung kinh khí mạnh nhất của mỗi một đường kinh. Thế vì thế mà chúng ta thấy gì, để xác định được đường kinh nào bị bệnh hay không thì người ta lại sẽ lấy nguyên huyệt, tại vì nguyên huyệt là nơi kinh khí mạnh nhất mà, phải không? Thế thì họ có những cái máy để họ kiểm tra 12 đường kinh, rồi người ta mới xem trong 12 đường kinh nào, cái đường kinh nào mà cái thông số hay là cái điện trở chỗ đó xuống thấp nhất đó, thì người ta biết là đường kinh nó bị bệnh. Ở đó là cái nguyên tắc mà Nhật Bản họ đã chế ra những cái máy, người ta gọi máy đo nguyên huyệt. Rồi huyệt tĩnh huyệt tĩnh cũng cũng giúp cho chúng ta có thể kiểm tra được một số những đường kinh bệnh, nếu anh chị em biết cách đo những cái nhiệt độ ở huyệt. Thì mai mốt anh chị em gặp lại học với lại thầy chính ở trong cái y dịch lục khí, thì thầy chính sẽ rất trọng dụng cái vụ này, là tại vì thầy không phải là nhà y học, cho nên thầy phải tận dụng những cái máy đo nhiệt độ vào các cái huyệt để thầy xác định được à, đường kinh đó bị bệnh hay không, các tình huyệt này đó. Đó, như vậy anh chị em sau này sẽ được học cái chi tiết hơn, còn cái bài này thì tôi có gửi cho anh chị em rồi ha. Rồi chúng ta biết là nước nó chảy, cái dòng đời ấy, cái dòng nước nó chảy bao giờ dừng, nó cứ chảy 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 chảy, và nó cứ cái nước mới nó cuốn cái đẩy cái nước cũ đi, phải không? Thế thì trong cái lịch sử của châm cứu cũng vậy, lịch sử của châm cứu nó là cái dòng chảy, cho nên nó không có dừng, và người ta qua đó người ta đã tìm ra được một số những cái huyệt, người ta gọi là việc chẩn đoán, mà tôi tạm gọi là việc chẩn đoán mới mới có nghĩa là so với kinh điển đó. Cho nên cái này tôi phải dùng cái từ bảng kinh điển là người xưa tìm ra, còn chẩn đoán mới có nghĩa là sau này người ta mới tìm ra đó, cho nên đặt tên là chẩn đoán mới. Thì nghĩa là người ta cũng phải tận dụng nhiều lắm anh chị em, nào là phải trên lâm sàng, rồi người ta theo dõi một thời gian, người ta tìm ra này kia. Và cái này anh chị em thấy Tây y cũng như vậy, nên Tây y người ta cũng đã phải dựa vào bao nhiêu những cái kinh nghiệm, kết quả này kia vân vân, để rồi người ta mới làm cái thống kê lại, người ta nói như vậy có nghĩa là cái trường hợp này chúng tôi đã kiểm tra thấy mấy nghìn bệnh nhân nó có như vậy, từ nay trở đi thì đặt tên chẳng hạn. Chúng ta thấy bên Tây y người ta sẽ tên cho những cái người mà đã tìm ra được những cái các cái dấu hiệu chẩn đoán bệnh đó, chẳng hạn chúng ta có dấu hiệu gọi là Cinder Murphy, ấn vào cái huyệt Murphy mà thấy đau, đó là cái túi mật, ấn vào điểm mắc bên đây thấy đau, đó là đục dư. Có nghĩa là người ta lấy tên của những cái tác giả đó vào đó, thì có nghĩa là gì, tác giả đó đã phải lưu dựa trên lâm sàng kinh nghiệm của mình này kia và tìm ra. Thế thì đây cũng vậy, trong châm cứu thì các nhà châm cứu người ta sẽ dựa vào những cái nghiên cứu, rồi những cái theo dõi, rồi cái kinh nghiệm của lâm sàng vân vân, rồi người ta đã tìm ra được một số những cái việc chẩn đoán khá tốt. Và cái này mai mốt khi mà học tới về đường kinh, tôi sẽ nói tới cái chuyện đó, bởi vì những cái cũng có thể nằm ở trong cái hệ thống kinh lạc của chúng ta sẽ nói rõ hơn. Tôi lấy thí dụ bây giờ đây, lan vĩ điểm nha. Lan vĩ là gì, lan vĩ là ruột dư. Lan là cái cửa sổ mà nó có chớp 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 chớp, anh chị em thấy cái ngày xưa đó khi chúng ta làm cửa gỗ, nó có những cái thanh nó đặt chéo 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 từ xếp xếp từ trên xuống dưới đó, đó. Cái đó là cái gọi là cái lan, vĩ là cuối. Thế thì người ta mới ví được cái ruột dư của mình á, nó xếp 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 cái đường vào xuống, và cái cuối của nó là cái ruột dư. Thế thì người ta mới ví được lan vĩ giống y như là cái ruột dư vậy, tại vì nó cũng nằm cuối. Và anh chị em nhớ cách đặt tên của người xưa là gì, khi nói tới huyệt thì là của kinh điển nhé.
cho nên người ta tránh không dùng cái từ của kinh điển nữa là Việt, mà người ta dùng từ điểm để làm gì, để cho chúng ta biết là gì, đây là những Việt mới. Cho nên chị em thấy có cái quy định của họ, cho nên chẳng hạn người ta không đặt tên là Lan Vĩ Huyệt, mà người ta đặt tên là Lan Vĩ Điểm. Mặc dù chữ điểm và chữ huyệt đó dịch ra thì nó cũng vẫn là một. Nếu ai học bên tiếng Anh hay tiếng Pháp đó, thì chữ point nó là điểm, nó cũng là huyệt nhá. Nhưng mà người ta không cho, không 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 người ta khuyên không nên dùng, tại vì sợ nó sẽ lẫn lộn với lại cái huyệt của kinh điển. Cho nên người ta khuyến cáo là dùng từ điểm, nghĩa là huyệt mới, huyệt sau này tìm ra nha. Đó, đó cũng là cách thức để đọc tên huyệt để cho anh chị em nắm. Huyệt Lan Vĩ, Lan Vĩ là ruột dư, như vậy sẽ giúp cho chúng ta chẩn đoán được bệnh ruột dư. Khi ấn vào huyệt Lan Vĩ này mà thấy đau thì giúp cho chúng ta chẩn đoán đó là bệnh ruột dư. Anh chị em biết cái ruột dư nó nằm ở phía bên cái hố chậu bên tay phải. À, cái điểm mắc bên đây chúng ta biết ha, ấn vào nó thấy đau, nhưng bây giờ người ta thấy nó cũng không hoàn toàn chính xác được. À, tại vì anh chị em thấy có những tình trạng, có những bệnh nhân cũng cái vùng này ấn thấy đau mà không phải là ruột dư, mà lại là cái buồng trứng của người bệnh nhân nó bị viêm lên, ấn nó cũng đau đó. Nhưng người ta thấy được rằng nếu bây giờ chúng ta không cần ấn vào cái điểm mắc bên đây này, mà ấn vào cái huyệt Lan Vĩ ở dưới chân mà nó đau thì đó là điểm xác quyết rõ hơn. Tại vì ở trên này ấn vào ở trên cái vùng mắc bên đây mà thấy đau đó, hồi xưa thì người ta vẫn dùng như vậy, gọi là xúc cước chừng ung. Khi ấn vào đây mà thấy cái chân mình có rút lên thì người ta gọi là cái vùng trực dư. Nhưng mà rồi tôi nói nó có thể nó liên quan đến cái buồng trứng của người đó, hoặc là có một số bệnh nhân sau này chúng ta dùng máy móc chúng ta mới biết cái ruột dư nó không nằm ở ngoài mà nó nằm sâu phía bên trong, nó lấp ở phía bên trong, cho nên nhiều khi X-quang không thấy là vì vậy, siêu âm thì không ra là vì vậy đó, vì vì nó nằm sâu phía bên trong. À, nhưng khi mà ấn huyệt Lan Vĩ nó nằm ở dưới chân cho nên không lộ, còn ấn ở cái vùng mà vùng bụng này chúng ta có thể lộ với vùng trứng không. Còn ấn ở dưới chân mà thấy đau đó, vùng cái Lan Vĩ đó thì phải dứt khoát là không không có lầm lẫn được nha. Khi nào học tới cái này tôi này sẽ nói cái rõ hơn. Rồi chúng ta còn có gì nữa? Đởm nang điểm. Đởm có nghĩa là mặt, nang là túi. À, đây là cái túi mặt. Và chúng ta thấy cái gì? À, khi mà ấn vào cái đởm nang điểm thì một là viêm túi mật, hai là dung chui ống mật. Đấy, rõ không? Thế thì cái đờm nang điểm nó sẽ giúp cho chúng ta chẩn đoán được đó là dung chui ống mật hoặc là viêm túi mật. Tại vì anh chị em thấy nhiều khi cái điểm Murphy ở dưới hạ sườn của chúng ta ấn vào cái điểm nó rất đau thì cũng xác nhận đó là viêm túi mật. Nhưng mà nhiều khi anh chúng ta thấy có những bệnh nhân nó đang đau quá rồi ấn chỗ nào nó cũng thấy đau, cho nên không 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 có được chuẩn bằng. Thế thì các nhà nghiên cứu người ta thấy nó có những cái điểm mà bị hạn hẹp như vậy đó, thì người ta tìm thấy ở dưới chân, à, gần huyệt Dương Quang Tuyên, nó có cái huyệt gọi là túi mật đởm, là mật nang là túi, à, đởm nang điểm. Anh chị em thấy rõ ràng người ta đặt tên là điểm nhá, chứ người ta không đặt tên là đởm nang huyệt đó nha. Rồi gì nữa? Chúng ta có ví dụ như yêu thống điểm. À, khi ấn vào những cái vùng mà huyệt gọi là yêu thống để xác định được là đau ở cái vùng lưng. Ví dụ như yêu thống 1 thì cho chúng ta biết đó là đau thần kinh tọa, các cái lưng phần dưới. Yêu thống 2 thì được nói là ở ngang ngang cái vùng 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 lưng, chỗ khoảng giữa lưng của trên của chúng ta. Rồi yêu thống 3 nó liên quan đến với lại cái vùng vùng lưng, nhưng mà vùng lưng ở trên chẳng hạn như cái vùng phế du, vùng can du vân vân. À, nhờ cái đó để cho chúng ta xác định được, chứ bây giờ nhiều khi bệnh nhân khai đây đau lưng mà chúng ta không biết là bệnh nhân bị đau chỗ nào, tại vì chỗ nào lưng người ta kêu đau hết. À, nhưng mà ấn từng yêu thống một sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được là đau lưng dưới, đau lưng giữa hay là đau lưng trên. À, anh chị em thấy không? Cũng rất là cũng hay, giúp trong chẩn đoán mà chữa bệnh, mà đã là chẩn đoán thì cũng có thể dùng để chữa bệnh được đó ha. Rồi tọa cốt thần kinh điểm. À, ở cái khe của ngón bốn ngón năm ở tay chúng ta có một cái điểm mà là tên là tọa cốt kinh điểm. Khi ấn vào cái điểm này rất đau, mà cho phép chúng ta biết đó là
thì cái dây thần kinh tọa của chúng ta nó bị đau ha. Rồi hoặc là hội âm điểm à, sau này chúng ta sẽ học tới nó ở ngón tay út của chúng ta đó à. Khi mà ấn vào cái hội âm điểm sẽ giúp cho chúng ta chẩn đoán và bệnh trị à, đó nghĩa là người xưa ta cũng có tìm ra được hay lắm, nhiều nhiều nhiều, tôi phải chấm chấm nữa, nếu còn nhiều nữa mai mốt học tới thì anh chị em sẽ nắm được hơn. Rồi đó là cái các cái huyệt để chúng ta thấy. Rồi bây giờ chúng ta có đây đi sâu vào từng huyệt một đoạn, là huyệt khích. À, chúng ta thấy chữ khích có nghĩa là cái khe à, khe có nghĩa là gì à, thì chúng ta thấy à, muốn xác định được cái huyệt này thì anh chị em nhớ trong đầu khe có nghĩa là nó phải nằm ở khe. Tôi lấy ví dụ như bây giờ cái huyệt khổng tối, huyệt khổng tối nhé à, tôi lấy giả sử như bây giờ chúng ta thấy từ huyệt xích chặt mà xuống cho tới cái huyệt thái nguyên này, chúng ta chia ra rằng là người ta quy định đây là 12 thốn à, thì cái huyệt khổng tối trong sách vở thì nói rằng từ xích chặt mà xuống thì là 5 thốn, mà từ cái huyệt thái nguyên mà lên thì là 7 thốn, đúng không à, còn nếu anh chị em mà sau này học thì sẽ thấy nhanh hơn nữa, từ xích chặt mà tới thái nguyên này chúng ta chia làm đôi ở giữa là 6, xích lên cái là 5, rất nhanh chứ không phải ngồi mà đo đo 1 2 3 4 5 thốn à, bệnh nhân vậy đấy. Nhưng cái gì chẳng hạn cái huyệt này, tôi lấy một ví dụ thôi, huyệt khổng tối này, khi lấy cái huyệt này chị em phải nghiêng cái tay này thế, ấn vào thì nó mới là cái khe này. Khi mà chúng ta để cái huyệt tay để như thế này này, ta lắc này, chúng ta thấy nó có cái khe đúng không ạ, đó mới là chính là đích xác của huyệt. Tất cả các khích huyệt đều nằm ở các khe đó, cho nên người xưa người ta mới dùng từ khích đó, đặt ra tên nó rõ lắm. Thì anh chị em hiểu như vậy đó để lấy chính xác, chứ không phải là lấy từ xích chặt xuống 5 thốn rồi cứ cứ thẳng ngay xuống 5 thốn rồi đâm cái kim vào, không phải đâu à, phải tìm cho ra được hơi nghiêng tay bên này nghiêng tay bên kia nó mới tạo ra được cái chỗ lõm ở trong cái khe đó mới chính xác được việc đó. Đó anh chị em hiểu cái từ chữ khích như vậy anh chị em sẽ thấy được lấy các việc khác cũng rất là dễ dàng, là nhờ cái này hiểu rõ được tên huyệt, hiểu rõ được huyệt thì chúng ta sẽ nắm được hơn ha. Chứ nếu không anh chị em học ở trường người ta cũng chỉ nói ở khích huyệt dùng để chẩn đoán các cái bệnh cấp tính thế là xong. Đó, nhà trường là nói là như vậy mà thôi. Kể cả tôi thấy ở trên những cái giáo trình của hậu đại học người ta cũng cũng sẽ nói chung chung là như vậy thôi. Chứ người ta không đi sâu vào chi tiết ha. Rồi mỗi một kinh mạch đều có một huyệt khích, cái đó thì anh chị em học anh chị em cũng sẽ thấy biết rồi ha. Thí dụ như bây giờ chúng ta có đường kinh phế thì chúng ta có cái huyệt khổng tối, đường kinh vị chúng ta có huyệt lương khâu ha. Đó tất cả mỗi cái một đều có hết. Rồi ngoài ra người ta còn tìm thấy gì, mạch dương duy, mạch âm duy, mạch dương kiều, mạch âm kiều cũng đều có một huyệt khích. Để làm gì anh chị em? Mạch dương duy là quản lý tất cả cái phần dương. Âm kiều, dương kiều, kiều mạch quản lý tất cả những cái gân cơ bên ngoài cơ. Thế thì anh chị em sẽ thấy chẳng hạn như mai mốt anh chị em thấy có những bệnh nhân tới đợt hai, người ta đang đau lắm, đau nhức dữ dội ở những cái vùng nào đó, ví dụ như cái mặt ngoài chân. Thì chúng ta thấy nó liên quan đến cái mặt ngoài, chúng ta sẽ lý luận à, đau nhiều thì mà mới bị à, thì có liên quan đến huyệt khích đúng không? Khích huyệt là để chẩn đoán các cái gì, cấp tính mà phải không? Nhưng mà bây giờ nó nằm ở cái gân cơ, nó đau co rút cái chân gân cơ lại đau dữ dội à? Hoặc là có gì mà người ta bị đập vào cái chân đau dữ dội ở cái gân cơ đó. Thì chúng ta nhớ à, thứ nhất là phải nghĩ tới huyệt khích, thứ hai là nó là gân cơ. Bây giờ gân cơ thì nhiều khi chúng ta không xác định được là cái gân cơ của đường kinh nào nó nằm ở cái vị trí mà mình thấy nó không dính dáng đến đường kinh nào, nó không phải là đường kinh vị, nó không phải là đường kinh đỡ à. Lúc bây giờ mình nhớ à, kiều mạch là gì, là quản lý các cái gân cơ bên ngoài cơ thể. Thế thì chúng ta sẽ chọn kiều mạch thấy không à, và lấy cái khích huyệt của dương kiều châm kim vào đó, nó giãn được cái gân cơ đấy anh chị em thấy. Cho nên người xưa nhiều khi người ta chỉ có một cái huyệt thôi, nhưng mà phải đúng
À, phải lý luận cho ra à. Rồi đây, đúng ra thì nó chỉ có 12 khí huyệt thôi, 12 đường kinh thôi, nhưng mà bây giờ nó có thêm dương duy, âm duy, dương kiều, âm kiều, cho nên tất cả tới 16 khí huyệt lại. Nên chúng ta sẽ xem thử ở dưới đây. Đây, tác dụng của nó là gì? Dùng để trị những cái bệnh về cấp tính, hoặc là những cái trường hợp bệnh ở phủ do khí huyết bị ngưng trệ. Anh chị em thấy mới thì nào, cái khí huyết nó chạy được, nó không lưu thông được, nó bị đình trệ lại đó, hoặc là những cái bệnh cấp tính chúng ta sẽ dùng cái các cái này. Đây, cái biểu đồ chúng ta thấy đây, 12 đường kinh nha, từ kinh phế cho tới đến gan là 12 đường kinh. Rồi chúng ta có thêm dương kiều, âm kiều, dương duy, âm duy, 1 2 3 4, như vậy là tới 16 cái khí huyệt. À, anh chị em nhớ được ha. Vậy không? Đây chúng ta sẽ thấy ví dụ đường kinh phế thì có huyệt khẩu tối là khí huyệt của nó, đại trường thì có thiên lịch ở vị, có lương khôn, vật đó, tất cả những cái những này. Rồi đây chúng ta thấy, tôi thích những cái hình nó như vậy, để cho nó có thể nó đập vào trong cơ thể của đứa con người chúng ta. Và cái này thì tôi thấy rằng Trung Quốc người ta không có làm cái hình như thế này, nhưng mà bên nước ngoài đấy anh chị em, người ta dùng cái này. Cho nên anh chị em thấy những cái con số này này là con số của nước ngoài, chứ Trung Trung Quốc thì người ta không có thể dùng, người ta không dùng con số như vậy. Và rõ ràng đây ST có nghĩa là stomach, nó là đường kinh vị. Đây là đây LI có nghĩa là large intestine, có nghĩa là đại tràng. Như vậy thì tôi mới lấy cái này của các cái tác giả của nước ngoài, nhưng mà tôi dịch qua tiếng Việt Nam ở đây luôn để cho anh chị em thấy người ta đã tổng kết nó lại. Chẳng hạn như cái lương khâu để đau dạ dày cấp này đó, người ta dùng chữ đau cấp, rồi viêm họng cấp, rồi là cái gì cái cấp 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 cấp, là chúng ta sẽ dùng cái khí huyệt. Rồi kế tiếp là chúng ta sẽ có cái huyệt nguyên. Đây, định nghĩa của huyệt nguyên là gì? Là nó tập trung kinh khí nhiều nhất của mỗi một đường kinh. Đó anh chị em thấy, anh chị em nhớ như vậy để làm gì? Thí dụ như sau này chị em chữa một bệnh nhân nào mà biết rằng cái đường kinh đó bị bệnh, tôi lấy thí dụ như đường kinh phế, bệnh nhân cứ khai mệt rồi, ho lâu ngày lắm rồi, em đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, các bác sĩ ông thì chẩn đoán là ho thế này, ông chẩn đoán là ho thế khác, đủ thứ thuốc rồi em cũng không hết. Nhưng mà anh chị em thấy gì? Khi chúng ta cứu cái huyệt thái nguyên để bệnh nhân này hết, chẳng hạn bệnh xuyến là cái bệnh mà về 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 phế mà nó kinh niên lâu năm đó. Bệnh nhân đi đủ uống tụ thứ thuốc đấy, nào là asthma co, asmin, rồi theophylline, rồi thậm chí chích cả aminophylline, rất nó chỉ hạn cái cơn xuyến thôi, để rồi sau đó bị lại. Nhưng mà khi cứu cái huyệt thái nguyên thì bệnh nhân thấy rõ, trước đây đang lên cơn nhiều lần, bây giờ từ 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 sẽ giảm 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 cái số lần lên cơn đó đi. Còn nếu anh chị em hiểu biết thêm, chúng ta sẽ có những cái huyệt để chữa thêm xuyễn nữa thì càng hay á. Còn nếu không á thì chúng ta thấy gì, mặc dù chúng ta chữa xuyễn hết rồi nào, mà nếu cứu thêm những cái huyệt nguyên, ví dụ huyệt thái uyên, thì nó sẽ làm cho kinh khí của cái đường kinh phế nó mạnh lên. Rồi thêm thái khê, nguyên huyệt của đường kinh thận, để cho phế thật mạnh lên, thì chúng ta sẽ duy trì được cái kết quả nó lâu dài, và chúng ta sẽ có thể bye bye với anh xuyên nó không trở lại, chứ nhiều khi nó một thời gian nó bị lại đó. Chúng ta hiểu cái điều đó nha. Do đó mà anh chị em thấy khi muốn điều trị những cái bệnh mà mãn tính mà lâu dài đó, thì chúng ta nên tập trung vào cái huyệt nguyên, và cái hay nhất là cái gì, chính là cái cứu. Tôi thấy rõ ràng cái điều này trên lâm sàng, các cái tác giả của Nhật Bản người ta rất chuộng cái cứu ở trong những cái huyệt nguyên này, và người ta nói là nó mang lại cái kết quả rất là mỹ mãn cho cái người sử dụng cũng như là cái người bệnh. Rồi đây, tôi trích dẫn cho anh chị em luôn đó, ở trong Linh Khô, thiên cửu châm thập nhị nguyên là cái thiên thứ nhất. Ở đây anh chị em thấy tôi dùng con số đây nè, Linh Khô 1 đồng nghĩa với gì? Là thiên cửu châm thập nhị nguyên, bởi vì thiên thứ nhất số 105 là
câu 105 của cuốn sách của cái thiên cửu trong thập nhị nguyên của sách Linh Khổ. Cái này đó thì tôi chia sẻ được cho anh chị em nắm. Ai mà người Công giáo đó thì anh chị em thấy ở trong Công giáo nó có cái cuốn gọi là Bible, là cái cuốn về Kinh Thánh. Thì các nhà nghiên cứu Kinh Thánh của bên Công giáo họ chia ra từng câu câu một để làm gì, để mai mốt khi mà chúng ta tìm, chúng ta biết rằng cái câu đó nó nằm ở đâu, ở trong cái chương nào, ở trong cái cuốn sách nào. Thì cũng thấy anh chị em thấy Linh Khu nó có tới 81 thiên. Thì bây giờ chúng ta phải biết xem à, cái câu này nó nằm ở trong cái thiên nào. Chứ không phải mở và đi tìm hết 81 thiên thì trời ơi, trần ai làm sao thì tìm ra. Bây giờ chúng ta chỉ nói ở sách nội kinh. Đây là một cái sai lầm trước đây mà Trung Quốc họ vướng. Là họ gì? Họ nói là sách nội kinh viết ngũ tạng có bệnh xuất phải xuất ra ở thập nhị nguyên. Và họ nói rằng đó là kinh thánh của các thầy thuốc thì mình cục lòng. Không. Chúng ta phải biết là cái câu này nó trích ra từ đâu. À, thì sau mấy năm trời ngồi vất vả với cái vật lộn với lại trên cái cuốn Linh Khu với cuốn Tố Văn, thì tôi đã làm theo cách này, chia nó ra từng câu một. Anh chị em biết trong tiếng Hán nó không có chia câu. Nhiều khi anh chị em đã thấy đọc xua thế một đoạn như vậy, ta không biết là nó dừng ở cái chỗ nào. Thì bây giờ khi mà mình tách ra như vậy đó, ở ai đọc trong cái cuốn kinh điển mà nó dày như thế này của tôi nè, trong đó nó có năm cái cuốn sách luôn đó, trong đó có cái cuốn Linh Khu á, thì tôi có phân ra từng câu câu, tôi đánh số rõ ở trong đó rồi, anh chị em có thể đọc. Thì cái câu này nó nằm ở trong cái thiên thứ nhất của Linh Khu, nhưng là gì nữa, nó lại nằm câu số 105. Anh chị em thấy không? Chứ nếu không anh chị em sẽ vất vả đọc hết từng câu 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 một, để rồi tới câu thứ 105 mới tìm ra có một cái câu trích dẫn. Còn nếu anh chị em mà nắm được cái chuyện này, chúng ta chỉ việc tìm tới cái câu số 105 của cái thiên thứ nhất là thiên cửu trong thập nhị nguyên là sẽ có được cái câu này ngay. Chị em thấy không? Đó là khoa học. Thì tôi mong muốn là những anh chị em nào mà đào sâu vào kinh điển á, anh chị em nên nên thực hiện làm theo cái cách này, thì chúng ta sẽ phân được cái câu và tìm một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng ha. Rồi đây, ở Nhật nó có một cái hai nhóm lắm, một cái nhóm gọi là tiếng Việt Nam chúng ta dịch gọi là Lương Đạo Lạc, còn một nhóm khác thì nó là tên là Xích Vũ Huyền. Thì cái nhóm đó đó của Nhật Bản đó, anh chị em nhớ Nhật Bản nó giỏi về 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 kỹ thuật lắm, về máy móc lắm. Đó. Từ cách đây hơn 70 năm thì người Nhật người ta đã nghĩ ra là họ nói rằng bây giờ cái huyệt này là các cái nguyên huyệt là nơi tập trung kinh khí mạnh nhất. Mà nguyên huyệt là gì? À, là huyệt là gì đã? Huyệt là nơi mà điện trở nó xuống thấp nhất. Đó. Vì thế mà chúng ta thấy người ta dò vào cái máy nó kêu lên. À, ví dụ bây giờ chúng ta thấy ở Nhật nó có chế ra cái máy. Khi mà dò đúng vào huyệt thì thứ nhất là nó phát ra tiếng kêu, cái thứ hai cái đèn sẽ sáng lên. Tại vì họ dựa theo cái toán học đó là gì? V bằng RI. Thì R có nghĩa là điện trở, khi điện trở nó tiến tới vô cực là hạ xuống, thì cái I là cái ampere nó sẽ tăng lên, mà cái ampere nó tăng lên cái vôn nó cũng sẽ tăng lên. À, và khi đó nó sẽ phải làm cho cái chỗ đó nó phát ra cái tiếng kêu, rồi cái đèn nó sẽ sáng lên bởi vì cái vôn nó tăng lên. À, cho nên khi anh chị em cứ ra đến cái huyệt đó tự nhiên phát ra tiếng kêu và cái đèn nó sáng lên thì chị em biết đó là huyệt. Nghe hay không? Cái máy lớn hồi xưa cái máy nó to lắm chị em. À, cái máy mà tôi đang sử dụng nó phải to. À, bề ngang của nó phải lên tới gần một thước. À, bề cao của nó gần 60 mét, thì trong đó nó có nhiều, rất là nhiều cái điện trở, rồi những cái tụ điện thì vân vân. Nhưng bây giờ anh chị em thấy những cái máy của nó bây giờ nhỏ lắm, nó chỉ cần khoảng bằng một cái găng mặt tay mới là 20 cm thôi. À,
mà nó chỉ cần mỏng dính như thế này, nó giống giống y như là một 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 cái máy như thế này, chị em mới nhìn ha. Đó, đó. Mở nó lên một cái màn hình của nó lên một cái là có thể là đo được hết tất cả ở trên các cái này đó. Tất cả những cái trường hợp đó để cho anh chị em thấy khoa học ngày nay mà nó càng tiến bộ hơn nữa. Thì người Nhật lại là cái người đầu tiên phát minh ra cái máy để mà đo được nguyên huyệt, trong khi đó anh Trung Quốc là cái đi trước nha, mà không phát minh ra được, phải sau này phải học lại của Nhật Bản. Và trong khi đó anh chị em thấy cái này thì chúng ta không thể trách được, là tại vì cái nền kỹ thuật của họ cao, các kỹ sư của họ nó có một cái đầu óc nó hay lắm. Họ nhìn thấy như vậy thì lập tức họ sẽ có thể nảy ra ý tưởng là họ sẽ đo như vậy, đo được các cái nguyên huyệt này kia vân vân, để cho ta tìm ra được cái các cái sự xáo trộn của đường kinh đó. Thì chúng ta thấy mỗi một đường kinh nó đều có các cái huyệt nguyên hết đây ha. Ở đây tôi cũng cố gắng làm màu đỏ là thuộc về đường kinh dương, màu xanh là thuộc về đường kinh âm vân vân nhé. Này chúng ta thấy ha. Nước ngoài nó làm rất là hay. Ở đây chúng ta thấy LU, đây có nghĩa là lungs hay là pulmon. Tiếng tiếng Anh thì nó là, đây là chữ thật bản tiếng Anh thì nó là LU à, có nghĩa là lungs là phổi đó à, và số 9 có nghĩa là huyệt thứ 9 của đường kinh phế. Nào, mà tôi thấy học cái kiểu này khổ vô cùng. Khi tôi dạy cho mấy em sinh viên của bên nước ngoài, tôi thấy nó chơi với ấy, tại vì nó phải thuộc từ, ví dụ như được đường kinh phế à, thì tôi hỏi vậy thì bây giờ chúng ta dùng huyệt gì, nó thì nó sẽ phải nói cho tôi biết à đây là cái ví dụ LU9 à, hay là lungs à, này có nghĩa là cái huyệt số 9 của đường kinh phế. Còn tiếng Việt Nam của mình anh chị em thấy không, thái uyên, thái là rất, uyên là sâu. Cái tay chúng ta đây à, để tay như thế này nghiêng cái chỗ nào mà lõm nhất là à, chúng ta biết đường kinh phế mà à, nghiêng cái đây thì chúng ta thấy đó là huyệt thái uyên, dễ nhớ hơn đúng không? Con này nó chỉ là con số rồi, nó có học con gì em thấy toàn là xôn số không. Đường kinh tâm số 7 của đường kinh tâm là huyệt thần môn, huyệt số 3 của đường kinh can là huyệt thái sung, huyệt số 40 của khâu khư là của đường kinh động. Trời ơi học như vậy học xong rồi nó nhớ đấy. Cho nên khi khi tôi hỏi họ chơi với lên đấy à, nhưng mà nếu anh, tiếng Việt Nam chúng tốt lắm chị em, nó gần giống với tiếng Hán vậy đó, cho nên chị em có thể sử dụng cái tiếng Việt Nam mình mà, thì tôi nghĩ là nó còn hay hơn phải không. Rồi đây anh chị em thấy người Nhật ta chế ra những cái loại máy để đo các cái thông số của nó đó. Gọi là computer assisted, đấy là những cái mà nó giúp cho, trợ giúp cho chúng ta để đi tìm ra các cái đường kinh đó. Anh chị em thấy từ năm 1951 có nghĩa là đến bây giờ là tới hơn 70 năm rồi nha, 73 năm rồi không? Đó ông Nakatani này đó, ông này đã tìm ra chế ra cái máy này để kiểm tra, thì bây giờ những cái máy mới bây giờ nó còn ngon hơn nữa đó. Anh chị em thấy người ta dùng cái từ electro, electro có nghĩa là điện tử đó, anh chị em thấy nhìn cái đây hết từng một đường kinh, cái màu 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 nó lên lên như thế này hết. Và từ đây chúng ta sẽ xác định được à đường kinh nào bị bệnh, đây có một hai hai đường kinh này bị bệnh nhiều nhất tại vì nó thấp nhất, thấy không? Còn những đường kinh này là tốt thì vậy đó. Đó, nhìn trên cái hình đồ này sẽ cho chúng ta được cái kết luận được rất là hay đó. Mình chỉ thấy những cái máy của họ bây giờ nó nhỏ lại thôi, máy này vẫn còn hơi lớn à, chứ còn bây giờ có nhiều máy nhỏ. Nhưng mà anh chị em thấy này, chúng ta cần phải có cái độ chính xác nhỉ. Chính xác là tại vì như này, chẳng hạn tôi thấy có một số máy của Việt Nam á, giả sử cái mình người ta bệnh nhân người ta tới tới mình để mà đo đó à, anh chị em thấy chẳng hạn như giả sử họ đi ngoài nắng đi vào nha, rồi chúng ta đo, chúng ta sẽ nó kêu, thấy nó kêu tóc búa xua hết, tại vì sao, tại mồ hôi nó ra, mồ hôi nó ra thì cái độ ẩm có nghĩa là cái resistance, cái điện trở của nó sẽ xuống thấp. Do đó anh chị cũng cẩn thận những khâu này, bởi vì những cái máy móc phải lau chùi khô hết đi. Đó. Rồi lúc bây giờ chúng ta
kiểm tra thì có thể nó đúng, chứ không phải là cứ đưa vào để kiểm tra rồi kêu búa chúa chẳng biết nó là cái chỗ nào là cái việc đúng, phải không? Thì trước đây tôi có quen với một anh bạn, anh tên là anh Nguyễn Văn Quý ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh chế ra một cái máy để mà đo cái nhĩ huyệt, nó chỉ bằng cái hộp 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 diêm nhỏ nhỏ. Nhưng mà tôi phục anh ở chỗ này là anh đi tìm sao ra được cái tụ điện mà cho dù tôi bôi, nhưng tôi bôi cái nước á lên trên tay, tôi để cho anh dò mà không kêu là không kêu, nhưng mà đúng hiện nó lại kêu. Hay chỗ đó có nghĩa là cái tụ điện của nó phải rất mạnh. Và anh mới tự hào tôi là anh là người đầu tiên tìm ra hay hơn cả Nhật Bản. Rất tiếc sau đó anh bị đụng xe anh chết rồi, tôi chẳng biết cái máy đó đi tới đâu. Mà tôi cũng không 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 thấy ai nói tới cái bản vẽ cái máy của anh, có thể là anh chỉ nghĩ ở trong đầu anh là một cái số điện, thì anh có thể anh chế ra cái đó. Có nhiều trường hợp như vậy lắm anh chị em. Nhưng Việt Nam chúng ta cũng có nhiều cái nhân tài cũng giỏi lắm, nhưng mà nó bị mất mát đi trong tình trạng đó đó, cũng hay lắm. Rồi chúng ta nghiên cứu tới cái huyệt lạc. Tiếng tiếng Hán nó gọi là lạc, lạc có nghĩa là nó nối, lạc từ bên này qua. Cái này thì tôi kể chuyện vui cho anh chị em thôi không. Trong miền Nam á thì nhiều khi người ta gọi là lạc, nhưng mà người Bắc á thì nhiều khi gọi đậu phộng không, hột lạc hột đậu phộng. Cần cái cho nên nó có nhiều câu chuyện nói bảo đi đi lạc là đi đậu phộng thì nó không nghĩa như vậy, nhưng mà là vui cho vui rồi ha. Thì chữ lạc có nghĩa là nối ha. Anh chị em thấy nó vẫn là cái sợi tơ này đó, cái bộ mịch là cái sợi tơ, có nghĩa là sợi tơ nó dăng 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 nó sẽ nối qua à. Như vậy tiếng Hán huyệt lạc là gì, là huyệt mà nó có cái nhánh nối từ đường kinh này sang đường kinh khác. À, thì gọi là huyệt lạc. Mỗi một đường kinh nó cũng có cái huyệt lạc nó sẽ nối. Chẳng hạn chúng ta thấy cái huyệt liệt huyết đó là lạc huyệt, để nó nối gì, nó có một cái đường nó chạy xuống hợp cốc nối với nguyên huyệt. Thường thường là huyệt lạc đó, nó sẽ nối với lại cái nguyên huyệt của một cái đường kinh tương ứng. Thí dụ như phế thì nó sẽ nối với lại đường kinh đại trược vân vân. Thế thì trong châm cứu người ta dùng để cái gì? Người ta dùng cái huyệt lạc để làm gì? Để rút kinh khí từ kinh đang bệnh sang kinh có quan hệ của đi với nó. À, tí nữa tôi sẽ cho anh chị em xem. Xem những cái hình đồ biểu diễn của nó đó thì anh chị em sẽ hiểu. Nhưng mà anh chị em chỉ cần nhớ là khi mà cơ thể chúng ta mà các cái tà khí nó đang ở nhiều quá mà muốn rút nó ra được á thì người ta dùng huyệt lạc. Nhớ cái điều đó cho tôi, là nó lấy kinh khí từ bên bệnh sang đi ra. Nhưng mà đi ra đây đó thì trong châm cứu nó sẽ có một cái phương pháp khác, có nghĩa là khách chủ đó, có nghĩa là nó rút cái kinh khí từ cái kinh đang bị bệnh đó rồi nó đi ra, rồi nó lại phải mượn sức của cái đường kinh huyệt nguyên của cái đường kinh liên hệ với nó để mà bù đắp lại cho nó. Lát tôi sẽ nói chi tiết hơn. Ở bên nước ngoài thì người ta lại không có dùng cái từ huyệt lạc theo ý nghĩa này. Người ta không dịch nổi cái chữ huyệt lạc này, người ta dịch là lu luo là huyệt lạc. Nhưng mà cái định nghĩa của cái huyệt lạc của sách tiếng Anh hay tiếng Pháp rất hay là gì? Tác dụng của huyệt lạc là gì? Là điều chỉnh các rối loạn kinh khí của đường kinh đó. Hay không? Hay hơn cái này anh chị em thấy không? À, đây 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 là tôi thấy ở trong sách, ở trong Cửu Đại Thành, rút kinh khí từ kinh đang bệnh sang kinh có quan hệ gì với nó. Nghe thì nó dài dòng, nó khó hiểu hơn. Còn trong khi đó nước ngoài người ta định nghĩa rõ ràng tác dụng của lạc huyệt là gì, điều chỉnh rối loạn kinh khí của đường kinh. Nhưng mà thường là chúng ta sẽ thấy như thế này, thường là khi người ta châm cái huyệt lạc, người ta sẽ phối hợp với huyệt nguyên của đường kinh có quan hệ hiệu lý với nó. Rồi tại sao nó như vậy thì ở đây tôi sẽ cho chị em sẽ thấy. Đây là chúng ta có lạc nha. Rồi đó, bây giờ đây
Tôi sẽ giải thích cho anh chị em tại sao khi chúng ta châm huyệt lạc mà chúng ta lại cần phải châm huyệt nguyên của đường kinh có quan hệ vật lý với nó. Tôi lấy ví dụ đây. Một đường kinh đang này bị bệnh thì chúng ta thấy cái gì? Cái tà khí nó đang xâm nhập vào cái đường kinh này. Đúng không? Rồi, khi chúng ta châm tả thì anh chị em nhìn thấy đây. Khi chúng ta châm tả thì cái tà khí mà nó đang ở đây đây, bây giờ tôi dùng cái tà khí nó xâm nhập vào đây, nó làm cái màu màu nâu này ha. Bây giờ khi chúng ta châm tả các lạc huyệt thì đúng là nó rút được cái rối loạn nó đi, và nó sẽ để lại cái gì đây anh chị em? Tôi phải biểu tượng nó bằng cái gạch chấm gạch 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 cắt quãng này, có nghĩa là nó đã bị cắt quãng, có nghĩa là nó đã bị rút ra, đúng không anh chị em? Thấy cái này anh chị em hiểu được cái này ha, nó đang đầy như thế này rồi bây giờ chúng ta châm nó rút đi được thì nó sẽ phải bị cắt quãng cắt quãng cắt quãng, như vậy có nghĩa là rỗng ra. À, thế thì anh chị em sẽ thấy gì khi nó rỗng ra như vậy mà chúng ta thấy gì, tại sao mà cái đường kinh này bị bệnh là do cái tà khí từ bên ngoài nó xâm nhập vào, đúng không? Có nghĩa là cái chính khí của nó đã yếu rồi thì nó mới bị bệnh. À, thì chúng ta nhớ lại nguyên tắc này, chính khí thịnh thì tà khí suy, và bây giờ ngược lại, tà khí thịnh thì chính khí bị suy. Khi chính khí bị suy thì tà khí nó mới theo đó mới xâm nhập vào được. Rồi bây giờ khi chúng ta châm tả nó rút ra, à, thì nó sẽ để lại cái lỗ hổng như thế này đây, có nghĩa là gì? Nó sẽ bị hư, tại vì khi nhớ chúng ta châm kim vào nó sẽ làm cho kinh khí thoát theo cái đường kinh đó đi ra ngoài, à, cái huyệt đó đi ra ngoài, thì nó sẽ làm thành những cái hư hư như vậy. Và nhớ rằng trước đó nó đang bị tà khí xâm nhập, dù chúng ta châm nó có thể thoát ra nhưng cái chính khí của nó vẫn còn bị kém, chúng ta chỉ mới rút được cái tà này ra thôi, còn cái chính khí của nó vẫn không chống cự lại được thì nó đã bị bệnh, à, tạm thời rút ra được nè. Thì tà khí sau đó sẽ làm gì? Tiếp tục vào như thường. Đây, đây là thực tế lâm sàng chị em, ta có những bệnh nhân tới có khai đau đau đầu, anh chị em thiếu đau nửa đầu, anh chị em châm cái huyệt quang minh, châm tả huyệt quang minh, nó lại là huyệt của đường kinh đẫm. Lý do tại sao? Tại vì đường kinh đẫm nó chạy ngang đây, châm tả có một huyệt quang minh. Về bệnh nhân thấy bộ châm xong thấy nhẹ hẳn cái đầu đi ha, đỡ đau, về nhà ngày hôm sau bệnh nhân trở lại nói, ngày hôm qua ông châm về tôi đỡ ghê lắm, đến tối bị lại, sáng nay lại đau. À, lý do này, đây là gì? Khi người ta đang bị bệnh anh chị châm tả vào nó rút ra phải không, người ta bớt đau ngay. Nhưng mà về đó thì cái gì, cái chính khí của cái đường kinh này cũng đã bị hư yếu rồi thì tà khí nó mới nhập vô anh chị em. Châm tả đồng nghĩa này nó mới chỉ rút cái mà nó nhập vào thôi đó. Nhưng mà còn cái hư yếu của nó vẫn y nguyên, cho nên tà khí sau đó tiếp tục vô tiếp, cho nên ngày hôm sau lại đọc. Cho nên trong sách Châm Cứu Đại Thành, tôi không biết tại sao người xưa giỏi đến mức độ này, à, người ta thấy được cái chuyện này. À, anh chị em nhớ rằng ngày xưa không có máy móc châm như chúng ta, không biết không đo được cái, nhưng người ta chỉ dùng được cái người ta gọi là cái tuệ nhãn á, là cái con mắt thứ ba để người ta nhìn thấy, và người ta thấy nó chạy chạy như vậy, như vậy ha. Thế thì trong sách Châm Cứu Đại Thành người ta mới đưa ra cái nguyên tắc là khách chủ đây, khi mà khách đi rồi thì người chủ có nhiệm vụ gì? Đóng cửa nó lại, đừng cho tà khí nó vào tiếp, đúng không? Bây giờ thay vì mà khách đi rồi thì chủ nhà ha phải làm sao dọn dẹp lại cho nó sạch sẽ lại, em à, để cho cái ông khách đó ông vô, còn khách cái vô đó là những cái rác rưởi bẩn thỉu này kia, mời ông khách đi rồi thì phải dọn dẹp lại nhà cửa sao cho nó đàng hoàng, nó vững chắc lại thì nó sẽ không còn bị gió tặc này kia vào nữa, vân vân. Thế thì họ mới nghĩ tới như này, đây hai đường kinh, tới đây đây là đường kinh bị bệnh và đây là đường kinh có quan hệ biểu lý với nó. Anh chị nhớ trong châm cứu luôn luôn nó có cái đường kinh và có một cái đường kinh biểu lý với nó, ví dụ như phế đại trường là quan hệ biểu lý, tỳ vị là quan hệ biểu lý với nhau,
thận bằng quan, ví dụ có quan hệ biểu lý với nhau. Thì bây giờ đây chúng ta luôn luôn nó có cái cặp quan hệ biểu và lý. Biểu là bên ngoài, lý là bên trong. À, ví dụ vậy. Thế thì khi chúng ta châm rút cái phần biểu này đi ra thì chúng ta sẽ làm gì? Đây, chúng ta thấy cái đường kinh ở bên này nè. Chúng ta phải, tại sao phải châm nguyên huyệt? Nguyên huyệt là nơi kinh khí mạnh nhất của kinh. Bây giờ ở đây đường kinh này đang bị yếu thì chúng ta phải mượn sức của cái đường kinh khỏe này đưa qua để bù đắp cho, cũng giống như chúng ta gọi là dọn dẹp lại nhà cửa sạch sẽ đàng hoàng. À, rác rưởi bẩn thỉu nó vô nhà anh chị em quét mới sơ sơ đấy, nhưng mà cũng phải sắp xếp làm sao cho nhà cửa mình sạch sẽ đi hết. À, đóng cửa lại để cho gió nó đừng đưa bụi vào, đưa đưa lá rết ở kia vào, vân vân đó. Thế thì hồi xưa tìm thấy cái chuyện này đó. Như vậy trên nguyên tắc chúng ta sẽ gì, khi anh chị em châm tả cái đường kinh mà bị bệnh thì anh chị em nên châm bổ cho cái nguyên huyệt của cái đường kinh tương ứng. Thì anh chị em thấy đây, hai đằng này vốn là biểu lý với nhau, thằng này bị bệnh thì thằng kia thấy vậy, ô mày chờ đấy nha, tao sẽ giúp cho mày, cũng giống như kiểu chị ngã em nâng vậy đó, đó. Thì nó sẽ hỗ trợ cho, à, nó đưa cái thức ăn dư thừa của nó qua đây để nuôi cho cái thằng này. Đại khái chúng ta thấy đó là tình nghĩa huynh đệ, à, thấy nhà cái thằng em nó đói, thằng anh rồi, à, để nhịn ăn bớt đi, à, đưa qua đây cho nó. Hoặc là người anh mà đói nghèo quá thì người em mà khá giả, người em sẽ đưa qua để, à, hỗ trợ cho người anh. Thì trong người của mình anh chị em nhớ này, rồi tôi nói đây là một cái black box, hoàn toàn chúng ta không biết cái chuyện gì xảy ra khi chúng ta châm hai huyệt này, chúng ta không biết gì hết. Nhưng hệ quả đưa tới là gì, anh chị em thử so sánh nha. Cái bệnh nhân này ngày hôm trước anh chị em chỉ có châm mỗi cái lạc huyệt thôi, ngày hôm sau trở lại cho đau. Nhưng ngày hôm sau khi họ trở lại, anh chị em châm lạc huyệt xong, châm bổ tiếp cái nguyên huyệt, thì cái chuyện gì xảy ra? Bệnh nhân ngày hôm sau, ô hết. Có người nói rằng ở tại vì ông châm này, lần sau ông châm cũng cái huyệt đó thì nó tăng cái tác dụng lên. Không, chúng ta thử qua bệnh nhân khác. Một bệnh nhân khác cũng y hệt như vậy, chúng ta châm lạc huyệt xong rồi tới nguyên huyệt, ngày hôm sau họ trở lại, ở tôi hết rồi. Còn cái bệnh nhân khác chỉ có châm cái lạc huyệt không, ngày hôm sau trở lại bớt. Lúc bây giờ ông châm thì có bớt, không không phải là không bớt, bởi vì chúng ta đúng là nguyên tắc là chúng ta châm lạc huyệt là gì, là điều chỉnh, hay là đúng, đó, điều chỉnh cái rối loạn của cái kinh khí ở chỗ đó, không thì nó có bớt chứ phải không, nhưng sau đó nó lại bị trở lại nha. Đây, đó đó ở đây tôi đưa ra cho anh chị em hai nguyên tắc. Thứ nhất là tả lạc huyệt để trục nhiệt khí của cái đường kinh này đi ra, đồng thời gì bổ cho nguyên huyệt của đường kinh có quan hệ để nó đưa cái nhiệt khí đó vào, nó bù lại cái nhiệt khí đã mất đi. Ví dụ vậy đó, ví dụ anh chị em thấy nó rõ hơn, nếu mà lại hàn nhiệt thì cũng vậy thôi ha. Đây tôi đưa ra cái nguyên tắc chung để cho anh chị em thấy. Rồi bây giờ đi áp dụng vào trong từng đường kinh. Ví dụ những đường kinh phế này là chúng ta thấy có bệnh nhân tới người ta khai nè, ở ngoài thì nóng mà trong thì lạnh, mà cũng đường kinh phế đó nhà, thí dụ họ khai là cái vùng ngực của họ này, rồi cái phổi của họ này. À, họ nói rằng xong rồi cái ngoài da này, à, cái vùng phổi này chúng tôi nóng lắm nha, nhưng mà phía bên trong á thì lại bị tiêu chảy. Anh chị em thấy nghịch lý không, nóng nếu mà nóng thì cái phân phải bón đúng không, nhưng đây ngược lại bệnh nhân tới khai thì anh chị em phải hiểu, thì ra như vậy cái ngực của người này mà, à, cái vùng là phế của người này bị nhiệt, nhưng đại trường của người này lại bị hàn. Nghĩa là cái gì, biểu nhiệt mà lý thì hàn. Bây giờ một đường kinh mà có vừa biểu nhiệt vừa lý hàn thì chúng ta phải giải thích như thế nào, phải giải quyết ra làm sao, thấy không? Rồi bây giờ đây chúng ta thấy, chúng ta sẽ tắt cái lạc huyệt của đường kinh đại trường, thấy không? Rồi sau đó lại phải bổ cho nguyên huyệt của đường kinh phế để làm gì, khi mà rút cái này ra rồi á, thì cái anh nguyên huyệt này sẽ bổ sung vào đó. Đó, ngoài ngoài nóng, cái này anh chị em thêm chữ trong ha, ngoài nóng mà trong lạnh đó, thì chúng ta làm vậy. Còn ngoài lạnh mà trong nóng đó,
Thì ngoài phần biểu liên hệ ấy, đường kinh phế là thuộc về biểu, còn đường kinh đại trường thì nó thuộc về về lý phía bên trong ha, rồi về thì chúng ta sẽ tạm thấy là huyệt của đường kinh phế nhưng mà lại bổ trong nguyên huyệt của đường kinh đại trường, triển khai đó. Nếu chúng ta hiểu được cái nguyên tắc mà khách chủ hay là gì đó lạc nguyên thì chúng ta có thể điều chỉnh được rất hay, cùng một lúc là điều chỉnh được cả hai cơ quan tạng phủ hay là hai đường kinh, nó có những cái biểu hiện khác nhau những cái chỗ này, mà nếu mà chúng ta chỉ châm một huyệt thôi không giải quyết được nha. Đó đó là tôi nêu để cho anh chị em nắm được cái ứng dụng một chút xíu ha. Rồi bây giờ trường hợp thứ hai, chịu đường kinh tâm, có những bệnh nhân chúng ta thấy họ hay họ bị đường kinh tâm và đồng thời lại cả đường kinh đại trường cũng bị nữa. Thì đường kinh tâm, chúng ta nhớ các tâm nó thuộc về tạng thì nó sẽ ở phía bên ngoài là biểu, còn phủ thì ở bên trong, mà chữa tâm và quan hệ biểu lý với tiểu trường. Như vậy tâm thì thuộc về biểu mà tiểu trường thì thuộc về lý ở phía bên trong. Thí dụ như bây giờ đó, chúng ta thấy ví dụ như bệnh nhân ngoài nóng trong lạnh vân vân, bị nhiệt lý hành vân vân, thì chúng ta cũng có thể châm điều chỉnh bằng các cái nguyên và lạc huyệt, mà lạc huyệt của đường kinh tiểu trường là huyệt chi chánh, còn huyệt nguyên của đường kinh tâm là huyệt thần môn vân vân. Đó thì chúng ta thấy cũng dùng hai cặp này, mà khi thì chúng ta bổ, khi chúng ta tạo lạc huyệt rồi bổ cho nguyên huyệt, nhưng giữa hai đường kinh này chúng ta sẽ phải chọn cái biểu lý của nó để chúng ta điều chỉnh cho đúng thì nó mới có thể khỏi bệnh được. Cũng thế thận kinh cũng vậy, giữa thận và bàng quang có quan hệ biểu lý với nhau thì chúng ta có thể có lạc huyệt của đường kinh bàng quang và nguyên huyệt của đường thận, hoặc là chúng ta có lạc huyệt của đường thận và nguyên huyệt của đường kinh bàng quang. Đó chúng ta sẽ tùy theo cái chứng trạng của bệnh nhân trên lâm sàng họ khai ha. Cái này thì anh chị em sẽ phải hiểu rõ hơn về vấn đề y lý, thì khi nào là can kinh bệnh, khi nào là đờn kinh bị bệnh. Chúng ta nhớ lại rằng nhớ muốn xác định cái chuyện này thì có thể làm cái gì, ví dụ muốn biết đường can kinh bị bệnh hay không ấn huyệt gì kỳ một, muốn biết đường kinh đờn bị bệnh hay không ấn huyệt nhật nguyệt. Rõ lắm, chúng ta thấy hiểu điều này không? Rồi đó. Rồi đường tỳ kinh cũng vậy, tỳ có liên hệ với lại vị, do đó chúng ta có thể tạo lạc huyệt của vị để bổ nguyên huyệt của đường kinh tỳ, hoặc là tạo lạc huyệt của đường kinh tỳ bổ trong nguyên huyệt của đường kinh vị. Đây là tôi đang áp dụng cái nguyên tắc gọi là nguyên và lạc huyệt để cho anh chị em thấy cho từng đường kinh một đó nhé. Rồi đó là cái về lạc và nguyên. Bây giờ sao bây giờ giờ làm sao đi, ráng cho nó đi xong hết mấy cái việc này đi, không biết là có đủ giờ để đi hết không. Rồi bây giờ chúng ta thấy có cái hay nữa là như thế này, là anh chị em nghe tới cái lục tổng huyệt, tổng đây là tổng thể đó, nghĩa là các nhà nghiên cứu người ta cũng đã tìm thấy trong cơ thể chúng ta có 6 huyệt mà có thể châm vào đó mà có thể điều chỉnh được toàn bộ cơ thể chúng ta, vì thế người ta đặt tên nó gọi là lục tổng huyệt. Nhưng thực sự ra nếu xét theo lịch sử á, thì ban đầu nó không phải là lục tổng huyệt, ban đầu nó chỉ là tứ tứ tổng huyệt thôi. Ở trong cái cuốn sách của ông Cao Võ đó là Châm Cứu Tụ Anh á, thì ông chỉ nêu ra có bốn huyệt thôi nhé, mà chúng ta biết châm cứu tụ anh nó còn có trước cả châm cứu đại thành. Thế thì có nghĩa là châm cứu đại thành lấy lại từ trong cái cuốn sách của châm cứu tụ anh á, của ông Cao Võ này. Thì ông này ông nêu ra bộ gọi là bốn huyệt, ông tìm thấy có bốn huyệt có tác dụng điều chỉnh được cách cũng toàn thể cơ thể của mình đó. Thì ông mới đặt, mà anh chị em biết là ngày xưa đó người ta đặt tên theo cái kiểu gì, theo cái kiểu bài gọi là bài phú đó ha. Thì cái bài phú đó có thể nó là tứ tuyệt, có nghĩa là bốn chữ, cũng có thể là năm năm ha, ngũ ngôn
bài này 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, như vậy cái này thuộc loại ngũ ngôn. À, người ta đặt ra cái kiểu thơ đó. À, không biết là anh chị em có ai 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 học về văn chương không á. À, hồi xưa chúng ta nhớ là cái hồi mà chúng ta mới bắt đầu vào thời Pháp thuộc đó. À, thì chúng ta thấy hồi đó là chưa có thơ mới. À, toàn là thơ đường này, tức là mãi đến cái lúc sau này chúng ta mới thấy là có cái loại thơ mới này kia. Thì có một tác giả gọi là Lưu Trọng Lư. À, ông này có một cái bài bài thơ rất hay, chỉ có 5 câu, gọi là 5 chữ thôi. À, em không nghe mùa thu, lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Chỉ hết 5 chữ hết, nhưng mà là một đoạn, gọi là cứ bốn 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 câu nhưng mà là 5 chữ. À, vừa là tứ tuyệt vừa là ngũ ngôn. Bài thơ này rất nổi tiếng mà hầu như là lúc mà sinh viên đi học đó, ai học về văn chương đó, người ta hay bắt có cái câu hỏi này, bắt thí sinh phải viết, em hãy viết bài thơ ngũ ngôn. À, thì đa số là viết cái bài thơ đó ha. Nhưng mà đây thì tôi kể chuyện cho anh chị em có chuyện vui thôi ha. À, hồi xưa khi mà tôi đi dạy học và tôi được phân công làm giám thị phòng thi, thì có khi mà đi chấm thi đó thì các gọi là các cái giáo viên mà chấm thi đó, khi mà đưa ra hội đồng đó thì họ xin họp hội đồng đưa ra, họ yêu cầu rằng đánh rớt một cô thí sinh bây giờ lớp 12. Thì lý do như thế này, thì trong đó nó có một cái câu, cũng là một cái câu nói là em hãy viết một bài thơ ngũ ngôn. Thì cái cô này cô viết như thế này: hôm qua giờ ăn lê, thầy nhìn em đê mê, lại gần em khẽ nói do you love me. À, đây 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 là câu này có viết nguyên văn của cái câu thơ nó là như vậy. Và cái vị giáo viên mà khi chấm cái bài này nói rằng để đề nghị đánh rớt vì cô này không có đạo đức, cô này dám phỉ báng ông thầy. Anh chị em, hôm qua giờ ăn lê, thầy nhìn em đê mê đó. Mà ngày xưa đó là nhất tự vi sư, gọi là thầy là đứng hàng đầu đó, chỉ một nửa chữ cũng là ông thầy đấy, phải tôn sư trọng đạo. Mà cô này dám viết lên cái câu như vậy, đề nghị hội đồng kỷ luật đánh rớt cô này. Mà anh chị biết rớt tú tài khổ lắm không. Thế thì khi mà chuyển lên cho tôi này, bởi vì lúc bây giờ tôi là giám thị đó, thì tôi đọc xong tôi lấy cây bút. Lúc mấy ông đang bàn bạc những cái bài khác đó, thì tôi đánh lại cái dấu phẩy một chút. Thì sau đó tôi mới đưa ra hội đồng, tôi nói như thế này: các thầy làm ơn xét lại, tại vì tôi nghĩ là cô này không không đến nỗi phải phải gọi là đánh rớt, bởi vì cô này chỉ là nói lên cái tâm trạng của cô thôi. Hôm qua giờ ăn lê, thầy nhìn phẩy em đê mê, lại gần phẩy em khẽ nói do you love me. Thì cái câu đó có nghĩa là thay vì á nói là do you love me, có thể dịch hai nghĩa: thầy có yêu em không, hay là em có yêu thầy không, phải không? Thì nếu mà không giống phép gì hết á, thì hiểu là ông thầy này nói với cô đó là em có yêu thầy không. Nhưng mà khi mà tôi sửa lại cái phần trên đó, hôm qua phải giờ ăn lê, hôm qua lúc mà giờ học tiếng Anh á, thầy nhìn phải em đêm này, nghĩa là thầy nhìn mà em mê thầy, chứ không phải là thầy đê mê em. Lại gần phải em khẽ nói, có nghĩa là khi mà ông thầy tới gần em khẽ nói là thầy, thay vì nói là thầy có yêu em không hả, đổi lại cái câu đó khác. Anh chị em thấy chỉ một dấu phẩy thôi, nó mang lại một cái ý nghĩa khác, cũng là một bài thơ ngụ ngôn cũng vui vui. Đây là một kỷ niệm tôi muốn chia sẻ cho anh chị em vui không. Rồi
Thế thì tác giả Cao Võ đã viết cái bài bài thơ như này: Đỗ Phúc Tam Lý Lưu. Đỗ Đỗ là cái bao tử đó, Phúc là bụng nha, dạ dạ dày hay là bao tử, và bụng thì dùng cái tam lý nha. Đầu đầu và gáy thì tìm cái việc để khuyết, diện khẩu mặt và miệng thì dùng cái việc hợp cấp. Yêu bối, yêu là thắt lưng, bối là cái cột sống lưng, thì dùng quỷ trùng. Đó là nguyên văn của cuốn sách Châm Cứu Tụng Anh. Đến cái thời của sách Châm Cứu Đại Thành, anh chị em biết Châm Cứu Đại Thành mãi thế kỷ thứ 16 lận ha, thì ông này mới thêm hai huyệt này vào: tâm hung thủ nội quan, nghĩa là bệnh về tim, bệnh về ngực thì lấy huyệt nội quan. Bụng dưới, anh chị em thấy chữ tiểu phúc này nó khác với lại đỗ phúc nhé. Đỗ phúc có nghĩa là phần trên, bụng trên á, là cái dạ dày này kia là bụng trên, còn tiểu phúc là bụng dưới, nghĩa là từ rốn trở xuống. Còn thiếu phúc là cái cũng là bụng nhưng mà lại là ở dưới dưới rốn một chút xíu thôi, còn này là nguyên cái vùng ở dưới, tiểu phúc là bụng dưới. Thì chúng ta sử dụng huyệt tam âm giao, như vậy có nghĩa là gì? Túc tam lý là huyệt, là lục, là một trong lục tổng huyệt ha, gọi là tổng huyệt để chữa bệnh về dạ dày, về về vùng bụng. Rồi liệt khuyết là tổng huyệt để chữa đầu và gáy. Hợp cốc là một trong tổng lục tổng huyệt để chữa vùng mặt và vùng miệng. Quỷ trung là một trong số lục tổng huyệt để chữa vùng lưng và bối cột sống lưng kia ha. Còn nội quan là một trong lục tổng huyệt để chữa vùng tim và bụng và ngực. Tam âm giao là tổng huyệt để chữa vùng bụng dưới. Đó, như anh chị em thấy ha, đây đây vùng trên dưới đây tôi ghi ra để cho anh chị em nhìn thấy rõ ha. Bên nước ngoài người ta cũng làm cái hình để cho anh chị em nhìn thấy rõ ràng, đây có cả huyệt nằm đây luôn đó. Đó, nước ngoài đã làm rất hay cái chuyện này ha, thì tôi cũng cố gắng để tổng hợp lại. Đây là nguyên văn của cái câu thơ này, rồi từng một huyệt một cùng một cái tác dụng như vậy đó, để cho anh chị em nhớ được cách dễ dàng hơn nha. Rồi đó đó là về cái lục tổng huyệt. Rồi chúng ta có cái bát hội huyệt nữa. Bát là tám, hội là giao nhau, trong cơ thể chúng ta nó có hội lại đó, có tám cái huyệt mà nó dù gọi là huyệt hội, của tạng, của phủ, của khí, của huyết, của cân, của tủy, của xương, của mạch. Nghĩa là khi mà thí dụ bây giờ chúng chị em thấy khi mà chữa những cái bệnh gì về 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 gân cơ đó, thì chúng ta sử dụng huyệt, thí dụ như riêng lăng tuyền, khi có gì có liên quan đến với khí, thì chúng ta sẽ sử dụng huyệt đàn trung, đó. Rồi có gì liên quan đến với xương thì chúng ta có thể sử dụng huyệt trường phụ này kia vân vân đó. Còn liên hệ đến mạch thì chúng ta có thể sử dụng huyệt thái uyên đó. Đấy, tám huyệt này thì ở đây chúng ta sẽ có nhìn thấy rõ ở đây tám huyệt này ha, anh chị em thấy rất hay ha. Rồi rồi đó là những cái để cho anh chị em mà nắm được chút xíu cái bát hội huyệt, giao hội huyệt. Rồi đây chúng ta sẽ thấy cái huyệt giao hội này, chúng ta ở trong sách của Việt Nam chúng ta không có cái đưa ra các cái nguyên tắc để chữa bệnh này đâu ha. Nhưng sách Pathogeny và Pathology, bệnh lý và bệnh học của bác sĩ Nguyễn Văn Nghị và bác sĩ Nguyễn Văn Nghị ấy, là người Việt Nam nhưng mà lại là người chủ tịch của Hội Châm Cứu Thế Giới. Đây, ông ta viết cái cuốn này chung với lại một tác giả của người Pháp nữa. Thì anh chị em thấy người Việt Nam cũng cũng được tự hào lắm á. Đây là người Việt Nam làm gọi là chủ tịch Hội Châm Cứu Thế Giới. Và có một người Việt Nam nữa, bác sĩ Trần Đỗ Dũng, là tổng thư ký của Hội Châm Cứu. Đó, thì chúng ta thấy cũng là một cái
cái niềm vinh dự không? Thì hội châm cứu thế giới đó, người ta đã ngồi lại với nhau và người ta đưa ra được cái nguyên tắc để mà chúng ta sử dụng các huyệt giao hộ. À, từ xưa giờ chúng ta thấy đọc kinh sách thì chỉ nói tới huyệt giao hộ thôi. À, và nghĩa là những cái huyệt đó nó giao được với nhau như thế nào. À, và khi đó dùng cái huyệt đó thì nó có thể nó sẽ giao với đường kinh này, giao với đường kinh kia, vân vân. À, nhưng mà không không nắm được rõ ràng lắm. Nhưng mà ở đây cái cuốn sách này đưa ra, cho nên tôi thấy nó hay, cho nên tôi đưa ra để cho anh chị em thấy. Họ đưa ra ba cái nguyên tắc để chúng ta sử dụng các huyệt giao hội. Thứ nhất, châm huyệt giao hội. À, mà các tác giả bên nước ngoài đó, người ta dùng cái gọi là huyệt mở. Châm cái huyệt này thì nó sẽ mở ra, hay nói cách khác đó là cái chìa khóa để nó mở ra cho chúng ta, nó nối qua các cái kỳ kinh ấy, nó nối lại với nhau được như nào, phải có cái huyệt mở ra. À, và khi nó mở ra như vậy thì nó sẽ tràn qua những cái đường kinh khác và các cái nhà mà chúng ta phải có mở cái cửa ra thì chúng ta mới vô được. À, thế thì khi mà các tác giả nước ngoài nói gì, khi châm huyệt giao hội để làm gì, của kỳ kinh nào bị bệnh á, thì có nghĩa là gì, để điều hòa khí ở đường kinh chính tương ứng nha. Anh chị em nhớ cái chuyện đó ha, ví dụ như chúng ta có thân mạch chiếu hải vân vân á, những cái nối của nó. Ở đây đây châm huyệt giao hội để mà chuyển khí, đó là khi mà chúng ta châm vào đó thì nó có thể nó chuyển qua cho cái đường kinh khác. Thí dụ như chúng ta muốn mở cái mạch của huyệt của mạch âm kiều thì chúng ta châm chiếu hải của đường kinh thận. À, vì chiếu hải là khởi điểm của mạch âm kiều, thân mạch là khởi điểm của mạch dương kiều, vân vân, sẽ nối. Đó là cái nguyên tắc đó. Sau này đi tới những cái huyệt này ở trong cái phần bệnh học đó, thì tôi sẽ nói rõ hơn. Đây. Nếu bệnh chưa khỏi thì chúng ta mới châm cái huyệt cặp với lại cái huyệt giao hội, còn bình thường chúng ta chỉ có thể cái đường kinh đó cũng được rồi ha. Đây rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy ở đây người ta có nêu lên để cho anh chị thấy. Đây con cho đường nối của nó đây, chi trên à, nội quan thì sẽ nối với công tôn. Và anh chị em thấy cái này á, các hội châm cứu quốc tế đó, người ta rất trọng dụng cái này. Khi người ta châm cái huyệt nội quan, bao giờ người ta cũng sẽ châm với huyệt công tôn ở phía dưới. Tại bên này nó mở ra thì ở dưới nối vào hai cái, một cái ở trên, cái ở dưới, cái trên, cái ở dưới. Nội quan ở trên, công tôn ở dưới, hậu khê ở trên, thân mạch ở dưới, liệt khuyết ở trên, chiếu hải ở dưới, ngoại quan ở trên, túc tâm lâm, âm khốc ở dưới. Chẳng thấy rõ ràng từng cặp huyệt một, cái ở trên, cái ở dưới. Và có nhiều tác giả thì người ta lại dùng cái nhiều cái từ cũng cũng được không, nghe khác. Nội quan công tôn người ta nói là một anh á thì là phu, một anh thì là thê. Đó. Phu nghĩa là chồng, thê là vợ, có nghĩa là luôn luôn phải là hai cái này luôn, là chồng và vợ luôn luôn phải đi đôi với nhau. Đó. Các nhà nghiên cứu nước ngoài thấy rất chú trọng cái chuyện này, cho nên chị em có thể chúng ta học tập những cái kinh nghiệm chỗ này á. Khi bao giờ châm cái huyệt nội quan phía bên trên, à, thì thường thường là khi mở cái huyệt nội quan phía bên trên rồi thì người ta sẽ châm công tôn để nó nối từ trên nó chạy xuống dưới, từ dưới nó chạy lên trên, là kinh khí trong cơ thể của mình nó được lưu thông hết. À, cái này cũng là một trong số những cái phương pháp châm rất là hay nhá. Anh chị em có thể theo cách đó mà chúng ta có thể nắm được ha. Còn cái này thì anh chị em thấy ở trong sách Châm Cứu Đại Thành nói rõ, chẳng hạn như là cái huyệt nội quan ở cẳng tay hợp với công tôn thì nó chuyên chuyên chữa cái gì đây, vùng ngực, vùng tâm, vùng vị, vân vân. Còn hậu khê mà kết hợp với thân mạch à, thì để chữa những bệnh ở cổ, ở vai, ở lưng, ở đầu, ở mắt. Ở trên mạng tôi thấy có một anh gọi là gì đó, thiện danh học sĩ gì đó, anh ta chuyên dùng cái kiểu này. Để anh ta nói anh ta châm xong một cái, anh ta chụp lại cái hình lưỡi của bệnh nhân đó. À, cách châm của anh này y chang như vậy, tại vì anh này học theo cái kiểu của ở trong các cái tịnh độ cư sĩ đó, các thầy ở trong chùa tịnh độ cư sĩ đó, họ ứng dụng cái kỳ kinh bát mạch rất là hay. Họ không châm theo những cái huyệt thông thường, người ta châm theo cái kỳ kinh bát mạch như vậy đó. Cứ cái giao hội của những các cái huyệt giao hội này với nhau chẳng hạn thì sẽ có kết quả tương đối rất tốt. À, đó, trong kỳ kinh bát mạch chúng ta cũng thấy đó rõ ràng ha.
xung mạch giao với âm duy, động mạch giao dương kiều, đới mạch giao dương duy. Trong những người kinh người ta châm, người ta sẽ theo các cái chọn huyệt của cái bên xung mạch, thì người ta sẽ châm chung với lại cái âm duy ha, theo cái cách mà nó nối lại với giao giao hộ với nhau như vậy đó ha. Những cái huyệt mà giao với nhau như vậy thì khi nó giao như vậy đó, thì anh chị em châm cái là nó sẽ giao với cái thằng tương ứng của nó ngay. Thế anh chị em châm huyệt của xung mạch thì nó sẽ nối ngay với lại âm duy, châm cái huyệt của động mạch thì nó sẽ nối với lại dương kiều này. À, đó là cái cách lý giải của bên nước ngoài, bây giờ người ta đang theo cái kiểu này nha. Rồi tôi nói qua về cái này một chút xíu. Cái cuốn này anh chị em nếu ai đọc được tiếng Pháp nên đọc cái cuốn này, vì họ giải thích về châm cứu rất là hay. Đây của hai tác giả bác sĩ Nguyễn Văn Nghị, chủ tịch hội châm cứu thế giới, và ông Samlo. Samlo trước trước Nguyễn Văn Nghị thì Samlo là chủ tịch của hội châm cứu thế giới, và khi đó thì bác sĩ Nguyễn Văn Nghị là phó chủ tịch hội châm cứu. Đến lúc ông Samlo xuống thì bác sĩ Nguyễn Văn Nghị lên thay. Hai người này viết chung nhau cái một số cuốn sách này, giải thích rất rõ về vấn đề châm cứu như thế này. Anh chị em nào có thể đọc mà. Trong cuốn sách của tôi cũng rút ra một số những cái ý tưởng hay là cái diễn giải của bác sĩ Nghị và bác sĩ Samlo. Đấy, người ta sẽ sử dụng những cái cặp huyệt như thế này, xung mạch với âm duy rồi kia, đốc mạch với dương kiều mạch vân vân đó. Thì anh chị em thấy trên mạng thỉnh thoảng tôi thấy có một vài người đã áp dụng theo cái phương pháp này, châm họ châm theo cái này và cái kết quả của họ hay lắm, là châm xong trước đó chụp cái lưỡi của bệnh nhân trước, rồi sau khi họ châm xong chỉ có cái kim theo cái kiểu mà điều chỉnh các cái kỳ kinh bát mạch này, rồi họ chụp lại và họ cho chúng ta biết à kết quả nó rất là tốt, hay lắm. Thì đây cũng là một cái trường phái cũng rất hay, và nếu anh chị em cảm thấy ở Việt Nam chúng ta thì nó có cái nhóm tịnh độ cư sĩ á, thì họ theo cái phương pháp này. Nhật Bản cũng có theo cái phương pháp này, thì nó sẽ nói tới cái Nhật Bản để cho anh chị em nắm. Đây thì tôi nêu lên để cho anh chị em thấy đó. Rồi tôi giới thiệu với anh chị em luôn cuốn sách của ông Kiko Matsumoto. Ông này có thể nói đây là cuốn sách đầu tiên tiếng Việt đó mà đề cập đến kỳ kinh bát mạch một cách rất là chi li. Đã do Đỗ Mạnh Cường rồi Trương Thị Minh Hải và Lê Quý Mưu đã dịch qua tiếng Việt, và phải công nhận rằng đây là một trong số những cái cuốn sách rất sâu về cái áp dụng kỳ kinh bát mạch. Và anh chị em ai học châm cứu thì biết kỳ kinh bát mạch nó là đại diện cho nó là chỉ có tám mạch thôi, nhưng mà nó đại diện hết toàn thể cơ thể của mình. Và anh chị em thấy họ sẽ nối ở đây là bát quái, bát quái, bát mạch, bát quái, rồi từ đó họ mới tìm ra được những cái huyệt tương ứng với lại cái quẻ này quẻ kia vân vân. Rồi cách thức người ta nối các cái huyệt với nhau như thế nào. Anh chị em đang có điều kiện thì hình như theo tôi được biết là cuốn sách này đã bán ra thị trường rồi, thì anh chị em có thể ai muốn nghiên cứu sâu về kỳ kinh bát mạch thì có thể mua cuốn sách này để mà nghiên cứu sâu về cái kỳ kinh bát mạch. Thì ở Việt Nam chúng ta thì hiện nay đó chỉ có cuốn này, duy nhất là có cuốn này là cuốn sâu về kỳ kinh bát mạch. Có hai cuốn nữa cũng đi 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 coi như là cũng có phần nào chạm đến cái kỳ kinh bát mạch, đó là cái cuốn Tiếng Gọi Linh Chú và cuốn Linh Cứu Bát Pháp mà thầy Huỳnh Minh Đức có dịch ra tiếng Việt, mặc dù cái cách dịch của thầy đọc xong nhiều khi cũng thấy cũng hơi khó, nhưng mà anh chị em nào muốn nghiên cứu sâu thì cũng nên đọc ra để biết áp dụng cái Tiếng Gọi Linh Chú như thế nào, Linh Quy và Pháp như thế nào. Họ sẽ sử dụng những cái huyệt ở trong những cái cặp huyệt của cái trong các cái kỳ kinh bát mạch này, giữa mạch này nối với mạch khác như thế nào vân vân ha. Rồi đó 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 là những cái gì có liên quan. Rồi bây giờ thì cũng đã trễ quá rồi, thì thôi bây giờ tôi tạm ngưng đây đi. Rồi còn một ít nữa thì
chắc để tuần sau thì tôi sẽ giới thiệu hết luôn cho anh chị em ha. Rồi bây giờ thì như thế này, tôi chỉ còn có một cái tuần 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 tới cho anh chị em, rồi sau đó tôi phải cách quãng đã hơn 2 tháng tôi đi công tác nước ngoài. Thế thì tôi có một cái gợi ý thôi, là tuần tới tôi sẽ lựa để một ít thời gian lúc ban đầu để cho nó đi hết cái phần một số những cái việc thường này nữa thôi. Rồi cái thứ hai bây giờ tôi hỏi ý anh chị em là, thứ nhất là tôi có 2 đề tài để muốn nói chuyện với anh chị em trong cái buổi tuần tới đó. Thứ nhất là tôi sẽ giới thiệu về các phương pháp châm cứu đang đang thịnh hành trên thế giới và của Việt Nam. Đó là cái đề tài thứ nhất. Đề tài thứ hai là ứng dụng cái phương pháp sử dụng máy đo nhiệt, máy máy đo huyết áp. Tôi dùng cái từ của nó là ứng dụng máy đo huyết áp trong chẩn đoán và điều trị đông y. Có nghĩa là qua cái máy đo huyết áp của Tây y, có ba con số đó thì Tây y chỉ nhìn vào ba con số mà thôi. Còn đông y nhìn vào ba con số này, chúng ta sẽ biết được bệnh lý trong cơ thể con người chúng ta như thế nào. Đó là một cái điều hấp dẫn. Thì tùy anh chị em, cái 2 đề tài, thứ nhất là cái đề tài thứ nhất là tôi sẽ nói về tạm biến chị em đang học về châm cứu, thì tôi sẽ giới thiệu tất cả những cái phương pháp châm cứu mà giờ đang thực hành trên thế giới cũng như Việt Nam. Hoặc là cái đề tài thứ hai là ứng dụng máy đo huyết áp trong chẩn đoán và điều trị đông y. Đó thì tùy anh chị em lựa chọn thế nào. Nếu anh chị em nào thích cái đề tài thứ hai thì hay là đề tài thứ nhất, đó, thì anh chị em sẽ báo cho tôi để tuần tới tôi soạn ra để cho anh chị em nắm được những cái đề tài đó, cũng là đề nhất là đề tài hấp dẫn cả ha. Thì đó thì tùy, để cho anh Thiên thì anh sẽ hỏi ý kiến anh chị em rồi cho tôi biết câu trả lời như thế nào nha. Dạ thì theo khảo sát sơ bộ thì đa số anh chị em mình muốn đề tài hai thầy, chắc là tuần sau mình sẽ học đề tài hai thầy về máy đo huyết áp, đo nhiệt độ với lại đo tiểu đường trong chẩn đoán như thầy. Không 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 có thể không thể nào làm hết được ba ba cái máy đó một lúc được, tại vì mỗi một cái máy đó đó mà ứng dụng ở trong đông y á, 2 tiếng nhiều khi cũng chưa hết, tại vì tôi đưa vào ứng dụng trong thực tế lâm sàng rất là nhiều nhiều lắm. Thì có thể là tôi sẽ nói tới là cái ứng dụng máy đo huyết áp trong chẩn đoán và điều trị đông y đó đã không, tại vì tôi có viết cái cuốn sách về 3 cái đề tài này. Thứ nhất, ứng dụng máy đo huyết áp trong chẩn đoán và điều trị đông y. Thứ hai, ứng dụng máy đo đường trong chẩn đoán và điều trị bằng đông y. Thứ ba, ứng dụng máy đo nhiệt độ trong chẩn đoán và điều trị đông y. Thì cái ứng dụng mà đo nhiệt độ đó thì tôi cũng đã có giới thiệu với anh chị em rồi, còn 2 cái đề tài thôi, là máy máy đo huyết áp và máy đo đường. Mỗi cái nó có cái hay riêng của nó đó anh chị em, nhưng mà bây giờ trước mắt là chúng ta không nhiều giờ để mà có thể đi đi hết được, tại vì tôi chỉ tận dụng được có 1 giờ của tuần tới thôi. Thì có lẽ tôi sẽ nói tới cái máy đo huyết áp, tại vì cái máy đo huyết áp thực sự là bây giờ thì hầu như gia đình nào cũng có rồi. Thì anh chị em sẽ có thể dùng cái máy đo huyết áp để áp dụng trong vấn đề chẩn đoán điều trị, nhưng điều trị bằng đồng ý được không? Dạ rồi, cảm ơn thầy. Về chốt lại là mọi người theo khảo sát của đại đa số anh chị em thì vẫn thích là ở đề tài 2 là ứng dụng máy đo huyết áp trong chẩn đoán và điều trị thầy. Dạ. Rồi, vậy thì chờ thứ tư tới chúng ta sẽ gặp nhau vào cái đề tài này, nó là một đề tài hấp dẫn đó. Dạ. Dạ. Hôm nay bài hay quá, giờ cũng khuya rồi, thầy cũng chúc thầy một đêm ngon giấc, chúc anh chị em một đêm ngon giấc. Thầy hẹn thầy với anh chị ở thứ tư tuần sau. Rồi Dạ thôi, em xin chào tất chào cả thầy nha, ạ. chúc Dạ ngon em giấc. chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Dạ em chào thầy ạ. Recording stopped. Dạ em chào thầy và ban tổ chức ạ. Dạ rồi, chào anh chị.